Ơi, không muốn ăn hả? Không muốn ăn đưa cho anh Hoàng ăn. Ở bên nội là nội sao cháu nấy, không thèm rửa ráy cho cháu luôn mà. Rồi chấm bài tương tác bài like giúp em nào mọi người. Ở bên này rồi chấm bài lên giúp em nha. Không có chấm bài luôn đó trời. Dạ. Không chị. Nó không uống hay sao? Dạ không chị, ăn nó bị Abidan á. Không có lạnh. Hết lạnh rồi. Sợ nó không. Lại ghi cái cáp hả? Tại hồi này nó không có ra. Ủa chị thấy ra mà. Ở trên này nó không có hiện. Không có hiện mắt luôn. Rồi cảm ơn chị Thanh Thu nhiều nha. Chấm bài lên giúp em nè mọi người ơi. Tương tác bài like lên giúp em nha. Hôm nay lên sớm cho mọi người nha. Xả hàng thanh lý. Hàng mời cho chị luôn. Hàng nhung mới về nữa các chị nha. Xem like mọi người chấm bài tương tác bài like lên giúp em nha. Rồi em chào người đẹp Thanh Thu. Em chào chị Nguyễn Minh Quân. Có chị nào thấy em rồi mọi người chấm lên giúp em mọi người nha. Tương tác bài like lên giúp em nha. Bé xem thử nó thấy chưa. Bên Huệ Shop ạ. Rồi không. Bên đó là Trần Thị Huệ. Rồi em thấy mọi người nha, có chị nào thấy em không ạ? Cố gắng chấm lên giúp em mọi người nhá. 10 chị, 10 mấy chị đang xem ạ. Cho em xin mỗi chị một nút chấm mọi người nhá. Bật quả lên. Chấm bài lên giúp em mọi người nhá. Chia sẻ lên giúp em nhá. Bấm like các chị cố gắng chấm bài cho em nha. Hôm nay lên khung giờ sớm cho các chị nha. Rồi em chào chị Linh Trần. Em thấy chị Lan, thấy chị Linh Trần nhá. Rồi chấm bài lên giúp em mọi người nhá. Tương tác bài like lên giúp em nha. Rồi em thấy chị gì ba. Em thấy chị gì ba nhá. Chấm lên giúp em nào. Chấm tương tác bài like cho em nhá. Em cảm ơn chị dì ba đã là người chia sẻ giúp em nha. Mười mấy chị đang xem cho em xin mỗi chị một nút chấm nhá. Em thấy chị Hằng Nguyễn ạ. À. Em chào chị Hằng Nguyễn nhá. Rồi chấm lên cho em mọi người ơi, chia sẻ lên giúp em mọi người nhá. Hôm nay em sẽ like hàng thanh lý, hàng mới và có cả hàng nhung mới về luôn. Có cả hàng nhung mới về luôn nhá chị gái nhá. Chị nào mà ưng hàng nhung tròn thì hôm nay các chị ở lại like giúp em nha. Rồi hôm nay like sớm thế, dạ hôm nay em lên sớm cho chị nhá. Lâu lâu lên sớm một bữa. Rồi chấm lên cho em mọi người nhá. Tương tác bài like lên giúp em nhá. Ừ, bao xe lớn. Chấm lên giúp em nào mọi người ơi. Chấm tương tác bài cho em nha. Em chào chị Tư Nguyễn ạ.
Chào người đẹp Tư Nguyễn nhá, cố gắng đẩy view cho em mọi người ơi. Chị nào đã chia sẻ comment lên cho em là đã chia sẻ mọi người nhá. Chị nào đã chia sẻ comment lên giúp em nhá. Đầu Lam tặng một con bé, Đầu Lam tặng một cái áo bé cho chị nhá, đẹp chưa? Em tặng một cái áo bé Đầu Lam. Em ơi chị mới nhận áo màu hồng mặc đẹp mà giờ muốn đặt quần được không em? Được chị Bảo An ơi, được nhá. Rồi em chào chị Lê Hoàng, quần nếu mà các chị chốt riêng quần á là các chị chốt từ 2 quần giúp em nhá. Chốt trên like từ 2 quần cho em mọi người nhá. Rồi em chào chị Nguyễn Thu Bích nha. Chấm lên giúp em mọi người ơi, chia sẻ giúp em nha. Cảm ơn chị Nguyễn Thu Bích đã là người chia sẻ này. Cảm ơn chị Lê Hoàng đã là người chia sẻ cho em nhá. Đầu Lam tặng bé không đồng cho chị nha. Đầu Lam tặng bé không đồng mọi người ơi, áp dụng cho chị nào có chia sẻ like với nhá. Đã 30 35 cân độ về cho em nha. Một áo bé 4 tà. Một áo bé 4 tà giúp em nhá chị gái nhá. Đầu Lam tặng chị với giá không đồng nhá. Rồi em chào người đẹp nhá, chào chị đẹp này, mười mấy chị đang xem chấm lên xem mọi người nhá, để em có đọc tên của chị nhá, để em sẽ đọc tên từng chị để biết là nó có bị ẩn comment hay không nhá. Nhiều khi ẩn comment em không nhìn thấy được mình nhá, cái chị nhiều khi chốt mà em không nhìn thấy được. Chấm lên cho em mọi người nhá, chấm lên giúp em nhá, tương tác bài like giúp em nhá. Chị nào đã chia sẻ comment lên cho em nhá, tặng bé không đồng 4 tà các chị này. Con này 4 tà giúp em nhá. 30-35 cân. Em chào chị TTH nha. Rồi hôm nay Hằng Nhung về nhiều mọi người nhá. Em thấy người đẹp nha. Rồi lên giúp em là mã tặng bé mọi người nhá. Tặng bé không đồng kèm số mọi người ơi. Kèm số điện thoại và hiện mình là người chia sẻ giúp em nha. Rồi đúng mã đúng cú pháp mọi người ơi. Tặng bé không đồng kèm số điện thoại và phải hiện mình là người chia sẻ giúp em nhá. Em chào chị Trương Thị Kim Tiền nha. Rồi tặng bé không đồng, có áo dài hoa nhí chị đặt thêm. Nhà áo dài hoa nhí hiện tại chưa có chị ơi, hoa nhí hiện tại chưa có nhá. 30-35 cân mặc đẹp giúp em nha. Em chào chị Thuận Hằng nhá, chào chị Thuận Hằng ạ. Rồi chấm bài cho em mọi người, chị nào thấy em không ạ? Chị nào đã thấy em thì chấm cho em một chấm mọi người nhá. Để em có đọc tên em cũng thấy các chị nhá. Và em biết là các chị đang theo dõi like của em nhá. Đúng cú pháp mọi người ơi, comment đúng cú pháp cho em nhá. Đây một con đá ren 4 tà, kết hoa nổi cho em mọi người nhá, đình đào luôn. 30-35 cân mặc đẹp giúp em nhá. 30-35 cân ạ. Lên cho em là tặng bé không đồng kèm số, kèm số và phải hiện là người chia sẻ cho em nhá. Chị Tư Nguyễn chị chưa có chia sẻ đâu chị ơi, cho em một nút chia sẻ chị ơi, chia sẻ một lần lên trang cá nhân và 2-3 lần lên cái trang hội nhóm cho em nha. Ở chế độ công khai thì nó mới hiện mình là người chia sẻ được chị nhá. Ở chế độ công khai thì nó mới hiện mình là người chia sẻ được nhá. Rồi em thấy chị Ly Phan ạ, chấm lên tương tác bài cho em nhá. Em có sai lớn luôn chị Ly Hoàng nhá. Rồi em chào chị Bảo An. Chào chị Bảo An nha, chấm lên tương tác cho em vừa nhá. Rồi tặng bé không đồng, cố gắng nâng view cho em nhá. Tặng bé không đồng mọi người nha. Tặng bé không đồng kèm số điện thoại hiện mình là người chia sẻ giúp em nhá. Tặng bé không đồng mọi người nhá, hiện là người chia sẻ giúp em nhá. Bé nào 30-35 cân, 30-35 cân mặc đẹp giúp em nhá. Tặng bé không đồng kèm số điện thoại hiện mình là người chia sẻ giúp em nhá chị gái nhá. Tặng bé không đồng giúp em nhá. Chấm bài tương tác bài like lên giúp em mọi người nhá, cố gắng cho em nha. Chấm tương tác bài chia sẻ nâng view lên giúp em nhá. Rồi em lên cho chị một con đỏ dâu, tặng bé không đồng. Các chị phải comment đúng cú pháp cho em mọi người ơi và phải hiện mình là người chia sẻ nhá, của chị Tư Nguyễn này. Tặng bé không đồng của chị Tư Nguyễn nhá. Rồi em lên cho chị một con đỏ dâu, đẹp quá các chị ơi, tặng đầu like cho chị con này luôn nhá. Đỏ dâu ạ, dưới 50k độ lại size M, một con đỏ dâu size M giúp em nhá. Một con đỏ dâu size M đẹp chưa chị ơi? Đỏ dâu size M cho em nhá. 50k độ lại eo tầm 72 quay đầu. 50k độ lại eo tầm 72 quay đầu giúp em nhá. Tặng bé em hết rồi ạ. Tặng bé em hết rồi, chốt sang bạn khác cho em nhá. Đỏ dâu size M cho em, các chị ơi đẹp chưa? Đỏ dâu size M giúp em nhá. Em bán tặng các chị mẫu này luôn. Đỏ dâu size M, chị nào 50k độ lại eo 72 tặng các chị đầu like 69k. Đỏ dâu size M 69k đẹp chưa các chị ơi? Giá này em tặng đầu like nhá. Áp dụng cho chị nào có chia sẻ like. Áp dụng cho chị nào có chia sẻ like cho em người nhá. Cố gắng đẩy view nâng view lên giúp em nào. Em chào chị Mộng Thúy Lê nha. Chào chị Mộng Thúy Lê ạ. Rồi có chị nào thấy em chấm lên tương tác cho em mọi người nhá. Rồi size M, một con đỏ dâu size M cho em nhá. 50k độ lại eo 72 quay đầu giúp em nhá. 50k độ lại eo 72. Rồi chốt comment cho em là mã đỏ dâu giúp em nha. Đỏ dâu size M cho em mọi người nhá. Đỏ dâu size M giúp em ạ. 69.000. Đỏ dâu size M 69k, chấm bài tương tác bài like lên giúp em nào mọi người ơi, cố gắng chia sẻ nâng view lên giúp em nha. Mã đỏ dâu skin nhá. Rồi em chào chị Bống Nhung ạ. Chào chị Bống Nhung. Các chị ưng hàng gì comment lên giúp em mọi người nhá. Comment tương tác cho em mọi người ha. Em còn mã đỏ dâu, em còn mã đỏ dâu nhá. Rồi em lên các chị một con trắng thêu nào. Trắng thêu size S các chị ơi, đẹp chưa? Con này dưới 50 cân độ lại eo tầm 70 giúp em nhá. Chốt comment cho em là mã thêu. Dưới 50k độ lại eo tầm 70 cho em nhá. Nâng view lên giúp em nào các chị ơi. Cố gắng nâng view lên giúp em nha.
size dưới 50 cân ạ. Size dưới 50 cân cho em nhá, eo tầm 70 quay đầu nhá. Đầu dâu size M chị Ly Hoàng nhá. Cố gắng cho em mọi người nhá. Rồi 69K. Rồi con này chị nào chốt comment cho em là mã thêu giúp em nha. Eo tầm 70 quay đầu lên mã thêu, tặng cho chị đầu la 20K. 20K chốt mã thêu cho em người nhá. Thêu 20.000. Size dưới 50 cân, eo tầm 70 quay đầu cho em nhá. Lên mã thêu. Thêu em tặng cho chị 20K người nhá. Mã thêu 20K giúp em nha. Thêu 20K. Chấm bài tương tác bài like lên giúp em mọi người nhá. Em còn mã thêu nha. Em còn mã thêu tặng cho chị 20K nhá. Đợi dâu của chị Ly Hoàng rồi. Đợi dâu của chị Ly Hoàng đã là người chia sẻ nhá. Lên cho chị một con vàng đá đi. 50 cân nội lại eo tầm 70 cho em nhá. Vàng đá tặng chị 29K luôn. Chấm bài tương tác bài like lên giúp em nào mọi người. Chia sẻ nâng view lên giúp em nhá. Rồi theo ạ. Mã theo nhá. Em chốt chị Lê Hương đã là người chia sẻ này. Rồi lên cho em là mã vàng đá mọi người nhá. Vàng đá giúp em tặng chị 29K. Eo tầm 70 quay đầu giúp em nhá. Vàng đá 29.000. Mã vàng đá mọi người nhá. 29K giúp em nhá. Vàng đá 29K. Chốt comment cho em là mã vàng đá mọi người nhá. Tặng chị 29K. Em chào người đẹp Phùng Nguyễn nhá. Chào chị Phùng Nguyễn ạ. Chấm lên tương tác cho em mọi người nhá. Chấm tương tác bài like cho em nhá. Vàng đá của chị Mai Hương. Vàng đá của chị Mai Hương. Rồi em lên cho chị một con tràng 4 tà. Em lên cho chị một con tràng 4 tà của chị nhá. Con này size S luôn. Con này size S mọi người nhá. 4 tà giúp em nhá. 4 tà size S em tặng cho chị đầu lai 49K. 4 tà size S 49K cho em nhá. Con này nó hơi dơ. Sorry các chị. Con này nó hơi dơ. Em tặng cho chị 30K luôn. Size S mọi người nhá. Lên cho được mã tràng dơ 30K. Tràng dơ size S 30K mọi người nhá. 40-48 cân cho em ạ. Tràng dơ size S con này 4 tà nhá. Em bán tặng cho chị 30K. Đúng mã cho em là mã tràng dơ. Về nhà các chị ngâm tạp, ngâm giặt tẩy lại cho em nhá. Tại vì màu trắng nó rất là dễ tẩy luôn. Tràng dơ 30K. Chị nào size S chốt cho em mọi người nhá. Tràng dơ 30K giúp em nha. Vàng đá hết rồi các chị ơi. Con đó là bị mã tràng dơ chị ơi. Comment đúng mã cho em nha. Tràng dơ nhá. Tặng cho chị 30K. Tràng dơ tặng cho chị 30K nhá. Tràng dơ 30K chị Phùng Nguyễn. Nở lên cho chị cách tân hồng nhá. Cách tân hồng size M 29K. Cách tân hồng size M 29K. 50 cân đổ lại eo tầm 72 quay đầu cho em nha. Cách tân hồng size M 29K chị nhá. Chị nào size M chốt nha. 50 cân đổ lại eo tầm 72 giúp em nhá. Cách tân hồng size M 29K của chị Lê Hương nhá. Tràng nhôm hết rồi. Của chị Lê Hương này 29K. Rồi chấm bài tương tác bài like lên giúp em mọi người nhá. Lên cái chị một con gấm vàng nhá. Lên cái chị một con gấm vàng. Tràng nhôm hết rồi. Gấm vàng size M 50K. Gấm vàng size M 50K cách tân hồng cho chị Mai Hương nhá. Rồi gấm vàng size M nhá. 50 cân độ lại eo 72 giúp em nha. Gấm vàng size M tặng cho chị 50K mọi người nhá. Gấm vàng size M 50K chị nào size M chốt ạ. 50 cân độ lại eo 72. Lên cho là mã gấm vàng giúp em nha. Gấm vàng size M 50K. Gấm vàng size M 50K nhá. Gấm vàng size M 50K mọi người nha. Gấm vàng size M nhá, tặng cho chị 50K. Gấm vàng size M 50K giúp em nhá chị gái nhá. Xem lại tương tác chấm bài lên giúp em nào. Con đó em không biết là còn hay không nữa. Rồi gấm vàng size M 50K của chị Ly Phan nhá. Cố gắng chốt hàng kèm số giúp em nha. Em lên cho chị một con họa tiết. Em lên cho chị một con họa tiết cho em nhá. Họa tiết mọi người ơi. Dưới 50 cân đổ lại mặc đẹp cho em nhá. Lên cho em là mã họa tiết 39K. Dưới 50 cân đổ lại mặc đẹp cho em nhá. Họa tiết 39.000. Họa tiết 39K size dưới 50 cân. Dưới 50 cân mặc đẹp cho em nhá. Lên cho em là mã họa tiết mọi người nhá. Họa tiết cho em mọi người nhá. Họa tiết bán tặng cho chị 39K. Họa tiết 39K em chào chị Tâm Phan nha. Em còn mã họa tiết mọi người nhá. Chị nào dưới 50 cân chốt nha. Một con xanh thêu. Họa tiết 39K chị Mai Hương. Nở lên cho chị một con xanh thêu. Xanh thêu size M. 50 cân nộ về giúp em, mặc đẹp giúp em nha. 50 cân nộ về cho em mọi người nhá. Xanh thêu size M cho em nhá. Xanh thêu size M 39K. Xanh thêu size M 39K chị nào size M chốt nha. Xanh thêu size M 39K của chị Lê Hương nhá. Xanh thêu size M 39K của chị Lê Hương. Rồi xem mai tương tác chấm bài cho em vừa nha. Lên cái chị một con trắng này. Áo nam. Con này áo nam mọi người nhá. Anh nào 80 cân quay đầu giúp em nhá. Free size 80 cân quay đầu chốt mà áo nam. Trần Thị Mỹ Linh hả? Hôm qua chứ. Chiều nay không có. Rồi lên cho em là áo nam 30K. Áo nam 30K vừa nhá. 80 cân quay đầu giúp em nhá. Free size. Free size chốt comment mà áo nam cho em nhá. Tặng chị 80K. Sorry mọi người 30K. 30K áo nam. Chào chị dì ba nhá. Xanh thơm hết rồi. Xanh thơm hết rồi nhá. Áo nam 30.000. Áo nam 30K. Lên mà áo nam cho em vừa nhá. 30K giúp em nhá.
mà áo nam mọi người nhá, 30k giúp em nhá. Rồi em lên cho chị một con ren cam này, áo đang mặc để tùm lên cho chị nhá. Ren cam mọi người nhá, xanh thơm hết rồi chị ơi. Em còn áo nam, áo nam của chị Ngô Hương, áo nam 30k của chị Ngô Hương nha. Rồi con này ren cam mọi người nhá, size dưới 50 cân mặc đẹp cho em nha. Dưới 50 cân mặc đẹp cho em nhá. Chốt comment cho em là mã ren cam 20k. Ren cam 20k size dưới 50 cân mặc đẹp cho em nhá. Ren cam tặng cho chị 20k, áo nam em hết rồi nhá. Ren cam 20 ngàn size dưới 50 cân mặc đẹp cho em nhá. Lên cho em là mã ren cam tặng cho chị 20k vừa nhá. Ren cam 20k. Ren cam 20k các chị nha. Xem like các chị chấm bài tương tác bài like cho em nhá. Rồi lên cho chị một con vàng màu bơ. Con này bị dơ mất rồi. Con này bị dơ mất rồi các chị ơi. Rồi con này tặng cho chị đi, tặng không đồng nhá. Tặng không đồng mọi người nhá, tặng không đồng giúp em nhá. Con này size M, size L một vừa, lên cho em là mã tặng không đồng. Ok chị Ngô Hương. Rồi lên cho em là mã tặng không đồng nhá, mã tặng không đồng. Mã ren cam nhá, mã tặng không đồng nhá. Em còn mã tặng không đồng của chị Lê Hương. Rồi mã ren cam này, ren cam nhá của chị Mai Hương. Ren cam của chị Mai Hương. Rồi chấm bài tương tác bài like cho em nhá. Xem like tương tác chấm bài lên giúp em mọi người nhá. Rồi em lên cái chị cách tân hồng. Tặng không đồng em hết rồi, ren cam em tặng thời hết nhá. Rồi con này dưới 50 cân mặc đẹp cho em nhá, cách tân hồng. Dưới 50 cân mặc đẹp cách tân hồng 29k. Cách tân hồng 29k size dưới 50 cân mặc đẹp cho em nhá. Lên cho em là mặc cách tân hồng 29.000. Cách tân hồng 29k, ren cam em hết rồi các chị ơi. Ren cam em hết nha, em còn mặc cách tân hồng nha. Em còn mặc cách tân hồng. Rồi lên cho chị một con đỏ đi. Em còn mặc cách tân hồng thích thương. Rồi lên cho chị một con ren đỏ, rồi một con này bị rớt ngọc. Con này bị rớt ngọc cho em, các chị ơi, thời gian ạ. Về nhà các chị có thể là bứt nó ra hoặc là các chị sâu lại cho em mọi người nhá. Rồi em bán tặng các chị 20k, lên mọi lỗi. Lỗi size M 20k, lỗi size M 20k, chỉ là size M chút nha. Cách tân hồng Mai Hương. Rồi lên cho em là mã lỗi cho em mọi người nhá. Lỗi size M. Lỗi size M tặng các chị 20k, chỉ là size M chút nha. Lỗi size M 20k, lên cho em là mã lỗi. Lỗi size M 20k Lê Thị Huyền. Lỗi size M 20k của chị Lê Thị Huyền nhá. Rồi em lên cho chị chấm bi Lê Thị Huyền. Của chị Lê Thị Huyền. Đòi lỗi của chị Lê Thị Huyền nhá. Em lên cho chị một con bi. Con này bị hư khóa các chị ơi. Hư khóa cho em nhá. Hư khóa size L. Hư khóa size L cho em nhá. 40k. Hư khóa size L 40k đẹp chưa. Chị nào size L chốt cho em nhá. Lên mã hư khóa cho em. 50-55 cân eo tầm 76 quay đầu cho em nhá. Hư khóa size L. Hư khóa size L cho em vừa nhá, đúng mã cho em nhá. Hư khóa size L cho em 40k. Hư khóa size L 40k, đúng mã cho em nhá. Hư khóa size L mọi người 40k. Hư khóa size L 40k giúp em nhá. Chấm lên tương tác tài like cho em nhá. Em còn mã hư khóa. Em còn mã hư khóa nhá chị gái nhá. Rồi lên cái chị một con trắng đi. Trắng mọi người ơi, không con này lỗi rồi. Em còn mã hư khóa chị Trần Thị Mỹ Linh. Hư khóa chị Trần Thị Mỹ Linh nhá. Rồi em lên cái chị con em đang mặc đi ạ. Em lên cái chị con em đang mặc size L mọi người nhá, được chưa? Em đang mặc là size L. 50-55 cân eo tầm 76 quay đầu giúp em nhá. 50-55 cân eo tầm 76 quay đầu cho em chị ơi, đẹp chưa? Rồi chốt comment giúp em con này mọi người nhá. Lên cho em là mã đỏ lụa. Đỏ lụa size L cho em nhá. Bán tạo luôn cho chị 139k. Đỏ lụa size L 139.000. Nồi hư khóa của chị Trần Thị Mỹ Linh. Nồi đỏ lụa size L 139. Đỏ lụa size L 139k chỉ là size L cho chị em nhá. Đỏ lụa size L 139k. Size L, size L, 50-55 cân eo 76 quay đầu cho em nha. Đỏ lụa size L 139k. Đỏ lụa size L 139k người nhá. Size L 139 của chị Trần Thị Mỹ Linh dồn đơn. Đỏ lụa của chị Trần Thị Mỹ Linh dồn đơn. 139.000 cho em nhá. Rồi em lên cho chị một con bộ thêu. Bộ thêu size L. Bộ thêu size XL cho các chị. Bộ thêu. Có là size 1 XL cho em nhá. Nguyên bộ cả áo cả quần hàng mới. Có là hàng mới cho em các chị này. 50-55 cân eo tầm 76 quay đầu cho em nhá. Màu đỏ đô. 50-55 cân eo tầm 76 quay đầu. Con này màu đỏ đô cho em các chị gái nhá. Chốt comment cho em là bộ đỏ thêu size 1 XL. Bộ đỏ thêu size 1 XL giúp em nhá. 179k. 179k size 1 XL. 60 cân độ lại eo 80 mặc đẹp cho em nhá. Chốt comment cho em là bộ đỏ thêu. Bộ đỏ thêu XL giúp em nhá. Em đang like trực tiếp các chị ơi. Em đang like trực tiếp nha. Rồi em thấy chị An Tuyết mà. Em đang like trực tiếp. Chốt comment cho là bộ đỏ theo spam nhá. Bộ đỏ theo XL 179k. Bộ đỏ theo XL 179k. Em đi gần.
Bộ đạo theo XL179K nhá. Của chị Mai Hương dồn đơn. Của chị Mai Hương dồn đơn. Chị Mai Hương là khách cũ hay khách mới ta? Chị Mai Hương là khách cũ hay khách mới chị nhỉ? Khách mới mà đơn nhiều là phải cọc cho em nha. Khách mới đơn nhiều là phải cọc cho em nhá. Cọc để em chốt tiếp nha. Rồi vàng, cách tân vàng size M30K. Cách tân vàng size M30K giúp em, con này size M của chị nhá. 50k độ về mặt đẹp giúp em nha. Cách tân vàng size M nha, tặng cho chị 30k khách mới hả? Chị cọc luôn cho em đi chị ơi, cọc đem chốt tiếp nha. Số tài khoản trên ảnh bìa, số tài khoản. Hỏi chị Nhung cho chắc. Rồi lên cho em là cách tân vàng nhá. Cách tân vàng size M nhá. Cách tân vàng size M nha mọi người nhá. Cách tân vàng size M 30k. Cách tân vàng size M 30k. Rồi em lên cho chị cả nhá mọi người ơi. Em lên cho chị một cái mẫu này nhá, rất là đẹp luôn. Em lên cho chị một cái mẫu này mọi người nhá, em có size. Mẫu này em có size này. Cô ban này mọi người ơi, cô ban này. Em lên cho chị nhá. Cô ban này em có size vừa nhá, chị lấy nhiều rồi. À dạ. Rồi lên cho chị một con cô ban. Em có size M, L, 1XL, 2XL, 3XL. M, L, XL, 2XL và 3XL. Nhung cô ban hàng mới 100%. Nhung cô ban hàng mới 100%. 159k một áo. Hả? Dạ, chị mới đi một đơn, chị vẫn phải cọc chị Mai Hương ơi. Chị vẫn phải cọc giúp em chị nhá, tại vì mình mới đi một đơn bên em á. Rồi chốt comment giúp em con này mọi người nhá. Mã cô ban chất nhung. Chất nhung cho em mọi người, cổ cao đẹp chưa? Cô ban kèm size M là 50 cân độ là L72, L là 50 55 cân L76 cho em nhá. XL là 60 cân độ là L80. 2XL là 60 65 cân L85 cho em nhá. 3XL là 70 cân độ là L90 ạ. 159k một áo. 159k một áo cho em nhá. Lên cho em là mã cô ban kèm size các chị ơi. Cô ban kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. M, L, XL, 2XL và 3XL. Một size em chỉ có 1 đến 2 áo, không có nhiều nhá. Rồi chị Biển Hải Hòa lên số chị ơi. Cho hàng kèm số điện thoại để có đơn mọi người nhá. Tại vì số lượng em không có nhiều. Em thấy chị bé hạt tiêu mà. Dâu kem hả? À dạ rồi ok, để em lên nhá, để từ từ em lên nhá. Chị Biển Hải Hoa lên số nhá, số lượng em không có nhiều đâu. Chị nào ưng thì chốt đi ạ. Cô ban kèm size hàng mời cho em 159k một áo thôi, chất nhung cho em vừa nhá, 159.000. Lên cho em là mã cô ban kèm size giúp em nhá. Cô ban kèm size, rồi size mời chị Biển Hải Hoa. Size mời chị Biển Hải Hoa nhá. Rồi cô ban kèm size nhá chị gái nhá, 159k thôi. 159k một áo cho em, hàng mới 100% nhá chị nhá. Hàng mới 100% giúp em nha. Con này đúng không chị ơi? Con này đúng không? Ngọc size S nhá, Ngọc size S. Ngọc size S mọi người nhá, đẹp chưa? Ngọc size S. Cô ban size L chị Tư Nguyễn nhá. Cô ban size L chị Tư Nguyễn. Các chị chốt comment cho em là mã cô ban kèm size mọi người nhá. Cô ban kèm size, số lượng không có nhiều đâu. Rồi Ngọc size S mọi người nhá. Ngọc size S bán tặng cho chị 99k. Ngọc size S 99.000 cho em nhá. Chị nào size S nha. Có con XL giá không chị bé hạt tiêu ơi. Hàng dâu em chỉ có size S thôi. Rồi con này lên mã Ngọc size S 99k. Chị nào size S chốt nhá. Kim Sa các chị này. Ngọc Kim Sa size S nha. 40-48 cân. 40-45 cân L65 quay đầu cho em nhá. Lên mã Ngọc cho em nhá. Ngọc 99.000. Ngọc 99k, chị Mai Hương ơi, chị có cọc được cho em không chị ơi? Cọc được hay không chị, cọc được hay không báo em tiếng người đẹp nhá. Rồi mã Ngọc 99k. Ngọc 99k Diễm Trang. Chị Mai Hương có cọc được cho em báo nhá, để em chốt mình nha. Báo giúp em nha chị đẹp nhá. Rồi em lên cho chị một con tràng siêu phẩm. Em lên cho chị một con tràng siêu phẩm đẹp chưa? Cái hàng này em không có để mà bán mọi người này. Gọi không được, gọi sai số, em phải xả ra. Cái chị nhìn tay của nó này mọi người, đẹp chưa? Rồi con này cho em gọi size của nó nhá. Size M, S, M, L tầm 70 quay đầu nhá. S, M, L tầm 70 quay đầu. Cái này đường ly, các chị có thể nới ra tới size L được luôn. Cái đường ly bên trong mạ, các chị nới ra tới size L được luôn nhá. Nói size L tầm 70 quay đầu giúp em nhá. L tầm 70 quay đầu. Lên cho em là mã siêu phẩm cho em nhá. 159k. Mã siêu phẩm 159.000 giúp em nhá. Siêu phẩm 159 L70 quay đầu nhá. Đúng mã siêu phẩm 159 cho em người nhá. Về nhà các chị nói ra phần đường ly là tới size L luôn. Lên cho em là mã siêu phẩm cho em nhá. Cọc bao nhiêu? Dạ chị cứ cọc trước cho em 200 chị Mai Hương nhá. Cọc trước 200.000 người đẹp nhá. Rồi lên cho em là mã siêu phẩm cho em nhá. Siêu phẩm Phạm Thanh. Siêu phẩm Phạm Thanh 159. Siêu phẩm chỉ Phạm Thanh 159k. Rồi chấm bài tương tác bài like cho em vừa nhá. Chấm tương tác bài like lên giúp em nha. Ông hàng gì các chị comment cho em nhá. Em lên các chị một con hồng. Siêu phẩm em hết rồi các chị ơi. Em lên các chị một con hồng nhá. Em lên các chị một con hồng.
Rồi con này size S cho em mọi người nhá, hồng trơn. Hồng trơn size S30k. Hồng trơn size S30k mọi người nhá, hồng trơn size S mọi người nha. 30k cho em, con đó có chỉ nối ra được nhá, cái con siêu phẩm là nối ra được nha. Hồng trơn size S. Bán tặng các chị 30k, hồng trơn size S30k. Rồi em lên cho chị một con hoa đỏ đi ạ. Nhung cô ba size L chỉ phùn mưa. Nhung cô ba size L chỉ phùn mưa. Rồi đây các chị nhá, đây nha. Đỏ, hoa đỏ size S, hoa đỏ size S nha. Con này 40-48 cân giúp em nha. 40-48 cân L68 quay đầu giúp em nha. 40-48 cân L68 quay đầu, hoa đỏ size S 110k. Hàng mới 100% giúp em nha. Hoa đỏ size S 110k. Chị nào 40-48 cân L68 quay đầu giúp em nhá. Lên cho em là mã hoa đỏ mọi người nhá. Hoa đỏ size S 110k. Hoa đỏ size S 110k của chị Trần Tình nhá. Hoa đỏ size S 110k của chị Trần Tình. Bao đẹp cho chị con này nhá. Chị đó size S chốt cho em nha. Hoa đỏ size S 110k của chị Trần Tình nhá. Rồi chấm lên giúp em mọi người nhá. Mã hồng. Mã hồng của chị Mai Hương. Mã hồng của chị Mai Hương. Hoa đỏ em tạm thời hết rồi. Hoa đỏ em tạm thời hết mọi người nhá. Rồi em lên cho chị bộ váy vàng 2kg đi. Bộ váy vàng 2kg của chị nhá. Bộ váy vàng có size M. Có size M, theo dõi like cho em chị ơi, có size M nhá. Rồi con này giúp em mọi người nhá. Bộ váy vàng giúp em nha. Size 2kg. 60-65 cân L85 mặc vừa giúp em nhá. Bộ váy vàng 2kg 149k. Hàng mới 100%. 60-65 cân L85 mặc vừa giúp em nhá. Mã điện này. 60-65 cân L85 mặc vừa giúp em nha. Bộ váy vàng 2kg 149.000. Bộ váy vàng 2kg 149k. 60-65 cân L85 quay đầu giúp em nha. Bộ váy vàng 2kg 149k của chị Anh Lý Nguyễn. Của chị Anh Lý Nguyễn nhá. 149.000 2kg. Anh Lý Nguyễn cột dùm chị cái này. Rồi chấm bài tương tác bài like giúp em nha. Bộ váy vàng của chị Anh Lý Nguyễn nhá. Rồi em lên cho chị một con này. Em lên cho chị một con này nhá. Xanh đen. Màu này màu xanh đen 4 tà. 4 tà size 1XL cho em, hàng mới nhá. 4 tà size 1XL. Chấm bài tương tác bài like cho em. Người cố gắng nâng view lên giúp em nha. Con này size 1XL cho em nha. 60 cân hoặc là L80. Đẹp chưa chị ơi. 60 cân hoặc là L80 cho em nhá. Lên cho em là mã 4 tà 120. 60 cân hoặc là L80 mặc đẹp cho em nhá. 4 tà 120k giúp em nhá. Size XL. Chị nào 60 cân hoặc là L80 lên cho em là mã 4 tà giúp em nhá. 4 tà XL 120k các chị ơi. 4 tà XL 120. Chị nào size 1XL chốt cho em nhá. 60 cân hoặc là L80 cho em ạ. Mã 4 tà giúp em nhá. 4 tà XL 120. 4 tà XL cho em mọi người nhá. 120k giúp em nhá. 4 tà XL 120 mọi người nhá. Mã 4 tà giúp em nhá. 4 tà XL 120k. 120k giúp em nhá chị gái nhá. 4 tà này Đặng Thu Thủy lên số chị ơi. 4 tà Đặng Thu Thủy nhá. Rồi em lên cho chị một con này mọi người ơi. Size này size S. Con này hàng Thanh Lý mọi người nhá. Đỏ size S 79k. Con này 4 tà luôn. Đỏ size S 79k. 40-48 cân L68 quay đầu giúp em nhá. 40-48 cân L68 quay đầu. Đỏ size S 79.000. Đỏ size S 79k. Con này 4 tà cho em hàng Thanh Lý nhá. Đỏ size S 79k các chị ơi, má đỏ giúp em nha. Đỏ size S 79k. Em có báo sai chị Bảo An ơi, em có báo sai, em có đọc sai hết mọi người nhá. Nghe kỹ rồi chốt cho em nha. Em còn má đỏ. Em còn má đỏ mọi người nhá. Em còn má đỏ size S nha. Em còn má đỏ size S. Em còn má đỏ size S. Vì lắng lên như trăm rồi. Đỏ size S Phụ Nguyễn. Đôi hồng thêu. Em có M và 2kg. Hồng thêu có size M và 2kg nhá. Size M là 50 cân hoặc là L72. 2kg là 60-65 cân L85 cho em nhá. Lên cho em là mã hồng thêu kèm size. Hồng thêu kèm size M hoặc 2kg. 120k một áo. 120k một áo cho em nhá. Hồng thêu kèm size. M là 50 cân hoặc là L72 cho em nhá. 2kg là 60-65 cân L85. Chốt comment cho em là mã hồng thêu kèm size giúp em nhá. M và 2kg. 120k một áo cho em nhá. 120.000. Mã hồng thêu kèm size. Hồng thêu kèm size cho em nhá. M 2kg giúp em nhá. 120k một áo ạ. 120k một áo giúp em nhá. Hồng thêu kèm size. Kèm size thì chị Dung ơi. Chị Dung HTM chị lấy size thì comment cho em nhá. Em có M và 2. Em có M và 2 nhá. Comment size. Comment size giúp em nhá. Và hồng thêu size M Dung HTM. Hồng thêu còn 2 thôi. Hồng thêu còn 2 cái chị nhỏ nhá. Em lên cho chị Nhung này, có size gì đây? Nhung này có size M này. M, L này.
Nhung này có size này ML, XL, 2XL này, ML này, M này. Nhung đỏ kèm size cho em mẫu này nhá. ML, XL, 2XL, SML, XL, 2XL và 3XL luôn. Nhung đỏ kèm size. Hàng mới đấy chị này, hàng mới về luôn. Nhung đỏ kèm size cho em, nhung trơn. Nhung trơn mọi người nhá. Nhung đỏ kèm size SML, XL, 2XL cho em nhá. SML, XL, 2XL. Lên cho em là mã nhung đỏ kèm size. Nhung đỏ kèm size cho em nhá. 159k một áo giúp em. 159.000 một áo. Lên cho em là mã nhung đỏ kèm size. Size S, size M, size L, 1XL, 2XL và 3XL luôn. Từ 40 tới 70k em có size các chị nhá. Lên cho em là mã nhung đỏ kèm size đi ạ. Nhung đỏ kèm size kèm số điện thoại giúp em nhá. SML, SML, 1XL, 2XL giúp em nhá. Rồi Hồng Thêu 2XL Minh Truyền Nguyễn. Muốn hư răng giống mẹ. Nhung đỏ size M Linh Trần. Nhung đỏ size M Linh Trần. Nhung đỏ kèm size. Nhung này cần lùi một size không tùy các chị ạ. Muốn lùi cũng được nhá. Rồi nhung đỏ 2X và 3XL Mai Hương. 2XL này. 2XL này. 2XL này. 2XL này. 3XL này. 3XL này. Mai Hương. Rồi nhung đỏ này. Chị Tư Nguyễn phải khách cũ không ta? Nếu là khách mới là chị phải gộp đơn là phải cọc nhá. Nhung đỏ size L chị Tư Nguyễn, tại vì nhiều quá em không nhớ được á. Nhung đỏ size L Tư Nguyễn. Nhung đỏ size L anh Đào Nguyễn lên số đi ạ. 159.000. Anh Đào Nguyễn lên số nhá, không có nhiều đâu. Nhung đỏ rất là ít, không có nhiều đâu chị ơi. Nhung đỏ kèm size SML cho em nha. Nhung đỏ XL anh Lý Nguyễn dồn đơn. Nhung đỏ XL anh Lý Nguyễn dồn đơn. Hàng nhung thì các chị mặc ôm sẽ đẹp hơn. Nhung đỏ XL anh Lý Nguyễn này. Thử đi cơ rìa, thử đi cơ rìa. Nhung đỏ XL, dạ rồi. XL đâu rồi ta? Hết XL mất rồi. Hết XL rồi chị anh Lý Nguyễn ơi. Chị anh Đào Nguyễn lên số đi ạ. Chị Ly Phan em còn 3X thôi, chị có lấy không? Chị Ly Phan em còn 3X, chị có lấy không ạ? Anh Lý Nguyễn em hết XL, em còn 2X này. Chị anh Đào Nguyễn ơi, thật tâm chốt hàng kèm số cho em nhá. Thật tâm chốt hàng kèm số nhá. Rồi size L. Dạ, ý là em hỏi chị Tư Nguyễn, chị Mai Hương là chị phải cọc rồi. Tại vì chị mới đi có một đơn là chị phải cọc nhá. Rồi size L anh Đào Nguyễn này. Chị Ly Phan ơi, nhung đỏ em còn 3X thôi. L em hết rồi. Anh Lý Nguyễn em hết 2XL, em hết XL rồi, em còn 2X nhá. Em còn S, còn M. S, M, 2XL này, 3XL này. Có, một con 3XL cho Ly Phan. Một con 3XL cho Ly Phan nhá. Rồi 3XL là bé này. 3XL cho Ly Phan này. Minh Truyền Nguyễn là Hồng Thơ. Rồi chốt comment cho em nhung đỏ kèm size. Mỗi size em còn ít nhá. Mỗi size còn còn không đủ size luôn á. Nhung đỏ kèm size 159.000, còn size gì chốt size đó. Nhung đỏ kèm size. Lấy M. Lấy M và 3X đúng không? M và 3XL. M và 3XL Ly Phan. Ly Phan khách mới cọc luôn chị nhá. Cọc luôn cho em nhá. Đếm chốt tiếp nhá. Không em dừng lại từ đây. Em dừng lại từ đây nhá. Nhung đỏ em hết rồi. Nhung đỏ em còn size S, M và 2XL thôi. Nhung đỏ em còn size S, size M và 2XL thôi nhá. Rồi sao mai có thể tương tác chấm bài lên giúp em nha. Em lên cho chị hoa đen này. Hoa đen Mai Hương size L hết rồi chị Mai Hương ơi. Hết size L rồi nhá. Rồi hoa đen 2XL cho em. Chị nào 60-65 cân eo 85 mặc vừa giúp em nhá. 60-65 cân eo 85 mặc vừa cho em ạ. Hoa đen 2XL 120k. Hoa đen 2XL 120k. 60-65 cân eo 85 mặc vừa giúp em nha. 60-65 cân eo 85 mặc vừa chốt mã hoa đen giúp em nhá. Hoa đen 2XL 120. Hoa đen 2XL cho em nhá. 120k giúp em nha. Ôi cảm ơn chị Xuân Huyền Nguyễn nhiều ạ. Rồi chị nào 2XL chốt nhá. Hoa đen 2XL 120k. Hoa đen 2XL 120k cho em nhá. Chị nào 2XL chốt mọi người nhá. Rồi em lên cho chị một con siêu phẩm. Con này hàng thanh lý nhưng mà độ mới cao. Em lên cho chị một con siêu phẩm nhá. Siêu phẩm size S chị ơi. Toàn bộ đính kết cho em này. Toàn bộ đính kết đà cho em người nhá. Một con siêu phẩm size S cho em nhá. Đó chị thấy không? Siêu phẩm size S cho em nha. Siêu phẩm size S 169k. Size S là size nhỏ nhất. Size S là size nhỏ nhất các chị nhá. Siêu phẩm size S là 169.000. Siêu phẩm size S 169k. Chị nào size S chốt cho em một người nha. Size S nha. Chị Biển Hải Hòa ơi, chị mua cho ai thì chị ơi, em thấy chị chốt nhiều size này. Hoa đen 2 cái ở Biển Hải Hòa dồn đơn. Cái đó 2X nha. Rồi siêu phẩm size S mọi người ơi, đúng size.
169.000. Siêu phẩm size S cho em nhá, 169k, chốt đúng size cho em mọi người nhá. Chốt đúng size, siêu phẩm size S 169. Đúng mã cho em nhá. Dạ rồi, ok chị Biển Hải Hòa. Siêu phẩm size S 169k cho em nhá chị gái nhá. Và hoa xanh này. Hoa xanh size S 89k các chị này. Hoa xanh size S 89k. Hoa xanh size S 89.000 cho em nhá. Hoa xanh con này cho em. 40-48 cân, eo 68 quay đầu cho em nhá. Rồi siêu phẩm size S này của chị Diễm Trang. Chốt chắc cho em mọi người nhá. Chốt chắc cho em nhá. Tại vì cái hàng đó là hàng em gọi điện không được nên mới còn thôi, chứ hàng đó em hết rồi nhá. Hoa xanh size S mọi người 89k. 40-48 cân, eo 68 quay đầu giúp em nhá. 40-48 cân, eo 68 quay đầu giúp em nhá. Hoa xanh size S cho em nhá. Hoa xanh size S 89.000. Hoa xanh size S 89k. Chị nó size S chốt nhá. Hoa xanh size S 89k. Nó không thể uống mọi người. Hoa xanh size S 89k, chị nào size S chốt cho em nha. Hoa xanh size S mọi người ơi 89.000. Rồi em lên cho chị một con chân váy nhung. Chân váy nhung mọi người nhá, 55 cân đổ về mặt đẹp giúp em nha. 55 cân đổ về mặt đẹp giúp em nhá. Chốt comment cho là mặt chân váy nhung. Chân váy nhung 39.000. Chân váy 39k giúp em nhá. Chân váy 39k. 55 cân đổ về giúp em nhá. Chân váy mọi người nhá, 39.000. Chân váy 39k. Cố gắng nâng view cho em nhá. Phạm Dung ơi, chị chốt cái gì ạ? Cho comment mã kèm size kèm số nhá chị nhá. Comment mã kèm size kèm số điện thoại giúp em nhá. Em còn mã hoa xanh, em còn mã chân váy. Em còn mã hoa xanh, em còn mã chân váy nhá chị gái nhá. Rồi hồng dâu này. Hồng dâu. Hồng dâu cay cay. Hồng dâu cho em người nhá, hồng dâu size S này. Hồng dâu size S 99k được chưa? Hồng dâu size S 99.000, chị nào size S chốt cho em nhá. Hồng dâu size S 99k. Hồng dâu size S 99k. Cái màu trắng là cái nào chị ơi? Cái màu trắng em hết lâu rồi mà. Hoa xanh Linh Trần 89.000. Đó 89k. Rồi lên cho em là mã hồng dâu size S cho em nhá. Rồi hồng dâu này. Chốt hàng lên số đi chị Phạm Dung ơi, 99k. Chốt hàng lên số cho em nhá, 99.000. Hồng dâu 99k. Chốt hàng kèm số. Chốt hàng kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi em lên cho chị một con nhung vàng size 1XL cho em. 60 cân đổi lại eo 80 cho em nhá. Dạ, 60 cân đổi lại eo 80. Rồi em thấy số Phạm Dung. Hồng dâu 99k Phạm Dung. Đòi lên cho em con này mọi người nhá. Nhung vàng size 1XL, 60k đổi lại eo 80. Nhung vàng size 1XL cho em 160k. 160k giúp em nhá. 160k mã nhung vàng cho em nhá. Rồi các chị máy bên này thoát ra vô lại nhá. Em còn mã nhung vàng. Chị nào size 1XL chốt nha. Nhung vàng, hồng nhâu hết rồi. Em còn mã nhung vàng nhá, 160k. Em còn mã nhung vàng đó chị nha. Nhung vàng là 160. Nhung vàng 160. Nhung vàng 160. Đây nha các chị nha. Nhung vàng 160 này đó. Của chị Mai Hương. Nhung vàng 160 của chị Mai Hương. Nhung vàng 160 của chị Mai Hương. Rồi chấm lên tương tác bài cho em nhá. Chấm lên tương tác bài like cho em nhá. Em lên cho chị một con trắng. Con này hàng thanh lý chị này. Con này hàng thanh lý cho em nhá. Trắng size S cho em ạ. Trắng size S mọi người nhá. Hàng thanh lý cho em nhá. Trắng size S 30k. Trắng size S 30k. Chị nào size S chốt cho em nhá. Mà trắng mọi người nhá. Trắng size S ạ. Bán tặng cho chị 30k. Mà trắng size S mọi người nhá. 30k giúp em nhá. Trắng size S 30k. Trắng size S 30k. Rồi lên cho chị một con hoa cam mọi người nhá. Hoa cam giúp em nhá. Trắng size S 30k. Em lên cho chị một con hoa cam 4 tà. Hoa cam 4 tà size S mọi người nhá. Hoa cam 4 tà size S nhá. Trắng size S chị Phùng Nguyễn dồn đơn nhá. Rồi hoa cam size S. Hoa cam size S nhá. 40-48 cân eo 65 quay đầu giúp em. 40-48 cân eo 65 quay đầu giúp em nhá. Chốt comment giúp em mọi người nhá. Lên trang là mã hoa cam giá Phùng Nguyễn 30.000. Rồi lên giúp em coi này mọi người nhá. Hoa cam size S 120k. Hoa cam size S 120 tay phẩm đẹp chưa ạ? Hoa cam size S 120. Chị nào size S chốt cho em mọi người nhá. Hoa cam size S nhá. 120k giúp em mọi người nhá. 120k mã hoa cam. Hoa cam size S 120. Hoa cam size S mọi người nhá. 120k giúp em nha. Em lên cho chị một con bộ hồng thêu này. Em vào mã hoa cam. Chấm bài tương tác bài like cho em nha. Em lên cho chị bộ hồng thêu size M. Đẹp chưa chị ơi? Bộ hồng thêu size M nha. Chị nào size M chốt ạ. Con này 50 cân độ là eo 72. Hoa trắng em hết rồi chị ơi. Hoa trắng em hết rồi nha. Rồi con này size M. Size M cho em nhá. Size M.
50k độ là eo 72 độ về giúp em nhá. Bộ hồng theo size M 179k. Bộ hồng theo size M 179k, cả áo cả quần cho em nhá. Bộ hồng theo chỉ là size M ạ. 50k độ là eo tầm 72 quay đầu cho em nhá. Bộ hồng theo size M ạ. 179k. Bộ hồng theo size M 179. Size M hàng mới cho em nhá. 50k độ là eo 72 giúp em chị nha. Bộ hồng theo size M cho em 179k. Bộ hồng theo size M 179. Chị nào size M chốt đi các chị ơi, size M nhá. Mẫu này em còn M thôi. Mẫu này em còn M nhá. Nên cho là bộ hồng theo. Bộ hồng theo size M 179k. Bộ hồng theo size M 179k giúp em nhá. Bộ hồng theo size M cho em ạ. 179k giúp em nhá. Bộ hồng theo size M 179. Em lên cái chị một con nhung đỏ size L. Nhung đỏ size L cho em nhá. Nhung đỏ size L. 50-55 cân eo 76 quay đầu cho em nhá. Nhung đỏ size L cho em nhá. Hoa cam sẽ Trần Hiền nhá. Rồi nhung đỏ size L 299k. Nhung đỏ size L 299k. 50-55 cân eo 76 quay đầu giúp em nhá. Nhung đỏ size L 299k. Xin các chị 299k giúp em nhá. Nhung đỏ size L 299 tay phòng. Có đây tay phòng cho em nhá. 50-55 cân eo 76 quay đầu cho em nhá. Nhung đỏ size L 299. Nhung đỏ size L cho em nhá, 299k. Mà nhung đỏ size L 299 mọi người nhá. Hoa xanh em còn này, hoa xanh. Em có con xanh này size S mọi người này. Em có con xanh này size S này. Chỉ là 40-45 cân eo 65 quay đầu cho em nhá. 40-45 cân eo 65 quay đầu cho em ạ. Hoa xanh size S cho em 120. Hoa xanh size S 120 giúp em nhá. Hoa xanh size S 120. Rồi 40-45 cân eo 65 quay đầu giúp em nhá. Hoa xanh size S 120 chị nhá. Hoa xanh size S 120. Nhung đỏ size L chị Mai Hương. Nhung đỏ size L chị Mai Hương. Rồi hoa xanh size S nhá. 120k. Hoa xanh size S 120k chị nào size S chốt nhá. 40-45 cân eo 65 quay đầu cho em nhá. Size S thôi ạ. Có này em còn size S. Rồi em còn mã hoa xanh size S nha. 120k. Em còn mã hoa xanh size S 120. Hoa xanh size S 120k vừa nhá. Hoa xanh size S 120. Hồng theo size M 120 luôn. Theo là theo hoa tím nhá, chỉ là size M chốt này. Hồng theo size M đẹp chưa chị ơi? Áo lẻ, con này size M nhá. 50k độ là eo 72. Chấm lên tương tác bài cho em nhá. Con này size M các chị nha. 50k độ là eo 72 mặc đẹp giúp em nhá. 50k độ là eo 72. Hồng theo size M 120k. Hồng theo size M 120k. 50k độ là eo 72 quay đầu giúp em nhá. Hồng theo size M 120 nhá chị gái nhá. Hồng theo size M giúp em nhá. 120k. Chị đẹp nó size M chốt cho em nhá. Có xanh size M không hả? Dạ theo dõi like cho em nhá. Để em lên cho chị nhá. Hồng theo size M cho em, các chị máy bên này chấm bài lên giúp em nào. Chấm bài tương tác bài like cho em nào các chị ơi. Hồng theo size M cho em nha. 120k, chị nào size M chốt cho em ạ. Chị nào size M chốt mọi người nhá. Hồng theo size M giúp em nha. Hồng theo size M 120. Con vàng này bị lỗi in các chị này. Vàng này bị lỗi in cho em nhá. Size này là size L. Size L. Size L cho em nhá chị gái nhá. Size L giúp em nha. Size L con này cho em. Đây, nó bị lỗi in ở phần đây các chị này. Thấy không ạ? Nó bị lỗi in ở đây nha. Rồi em bán tặng luôn cho chị con này nhá. Lỗi in 69k size L hàng mới cho em. 50-55 cân eo tầm 76 quay đầu giúp em nhá. 50-55 cân tà A các chị này. Tà A form dài cho em nhá. 50-55 cân eo 76 quay đầu cho em nhá. Lỗi in size L 69k. Lỗi in size L 69k chị nào size L chốt nha. 50-55 cân eo 76 ạ. Lỗi in size L cho em nhá. 69.000. Lỗi in size L 69k, đúng mã cho em là lỗi in. Lỗi in size L mọi người nhé, 69k giúp em nha. Em lên lại con cô ban này cho chị nhá. Em lên lại con nhung cô ban này cho mọi người nha. Con này em có size M, L, XL, 2XL và 3XL luôn này. Cô ban này các chị này, em còn size này. M, L, XL, 2XL và 3XL luôn nhá. Cô ban kèm size giúp em nha. Lỗi in của chị Hiền Thu. Lồi in 69k Hiền Thu. Chốt đúng mã. Chốt đúng size cho em nhá. Chốt đúng size cho em nha. Rồi đây ạ, cô ban mọi người nhá. Kèm size. Cô ban kèm size. Nhung, hàng nhung. Hàng nhung màu cô ban cho em ủa nhá. Kèm size cho em nhá. Size M, size L, XL, 2XL và 3XL giúp em. 159k một áo á. 159k một áo giúp em nhá. Lên cho em là mã cô ban kèm size giúp em nha. Cô ban kèm size. Nhung vàng em hết rồi chị Trần Thị Mỹ Linh nha. Nhung vàng em hết lâu rồi mà. Rồi lên cho em là mã cô ban kèm size giúp em nhá. Em thấy số chị Hiền Thu này, kiểm tra lại số bên đây.
Hình như là cho hai số này, bấm cả hai số luôn đi. Rồi lên cho em mọi người nhé, cô ban kèm size, size M, size L, XL, 2XL và 3XL cho em nha. 159k một áo cho em, thỏ chào chị Nguyễn Bích. 159k, lên cho em là mặt cô ban kèm size hàng nhung mọi người nhé, hàng nhung giúp em nha. Các chị phối cho em cái quần màu trắng, hàng nhung màu xanh cô ban, các chị phối cho em cái quần màu trắng mọi người nhé, là ba nổi luôn nhá. Cô ban kèm size, cô ban kèm size chị nha, 159.000, chứ con cô ban là đẹp mà các chị không chốt hả? Cô ban kèm size 159k, 159k giúp em chị nha, mã cô ban kèm size giúp em nha. Cô ban kèm size 159 á, cô ban kèm size rồi nhá, 159k. Em lên cho chị bộ bơ này nhá, bộ bơ này em còn size S này, SL, XL 2XL luôn, bộ bơ kèm size. Rồi em chào chị Vi Hoa, chấm lên tương tác bài like giúp em nha. Bộ bơ này mọi người ơi, bộ bơ có size S, size L, 2XL, SL, 2XL giúp em nha. Bộ bơ kèm size rồi nha. Đây ạ, chất von theo, chất von tơ theo 4 tà, cả áo cả quần luôn. 199k một bộ giúp em nha, cả áo cả quần cho em chị nha. 199k. Chị nào chốt comment giúp em nha. Bộ bơ kèm size, tay phồng với chị nhá, theo này, tay phồng theo, chất van tơ cho em hồi nhá, theo 4 tà cho em nha. 199k. Chị nào chốt comment cho em là mã bộ bơ kèm size giúp em nha. Màu bơ mặc lên rất là sáng da các chị ơi. Bộ bơ kèm size, bộ bơ kèm size giúp em nha. 199k. 199k một bộ cho em chị gái nhá. Bộ bơ kèm size S, M, S, L, 1XL và 2XL. Nói chung là còn size gì chốt size đó cho chị nhá. Lên cho em là mã bộ bơ kèm size. Trời ơi cái mẫu này đẹp mà chị không chốt hả? Bộ bơ kèm size cho em người nhá, bộ bơ kèm size cho em nhá. Bộ bơ kèm size kèm số cho em ạ. Rồi em lên hàng thanh lý với chị nhá. Bộ bơ size L chị Trần Vân lên số ạ. Chốt hàng kèm số 199k một bộ thôi. Chốt hàng kèm số điện thoại cho em với chị gái nhá. Bơ hình như không có M. Bơ hình như không có M chị ơi. Bơ không có M đâu. Bơ có L này. SL, 2XL này. Bơ không có M. Bộ bơ không có mờ rồi. Trần Vân lên số cho em ạ. Rồi bộ bơ size L Trần Vân. Bộ bơ size L Trần Vân. Bộ bơ em không có mờ rồi các chị ơi. Rồi trắng giúp em nha. Trắng các chị này. Trắng. Trắng cho em nha. Trắng trơn size S mọi người ơi. Trắng trơn size S 30k. Con này hàng lướt. Con này hàng lướt này. Trắng trơn size S 30k. Chị nào size S chốt cho em nha. Trắng trơn size S 30.000. Trắng trơn size S 30k. Em chào chị Huyền My. Trắng trơn size S 30k, chị nào size S chốt mọi người nhá. Trắng trơn size S 30k. Trắng trơn size S mọi người nhá, 30k giúp em nha. Trắng trơn size S 30k. Rồi cách tân vàng mọi người nhá. Cách tân vàng. Cách tân vàng size M 30k luôn, dưới 50 cân mặc đẹp giúp em nha. 50 cân lộ là L72. 50 cân lộ là L72 cho em nha. Cách tân vàng size M giúp em nhá, 30k. Cách tân vàng size M 30k. 50 cân lộ là L72 mặc đẹp cho em nhá. Cách tân vàng size M cho em nha. 30k các chị gái nhá. Rồi bơ này em còn mọi người nhá, S. Em còn S và 2XL. Trắng trơn chị Trần Thị Mỹ Linh. Rồi bơ này em còn S và 2XL nhá. Bơ em còn S và 2XL. 199k một bộ nhá. 199k nguyên bộ cả áo cả quần luôn. Em còn S và 2. Em còn S và 2. Lấy chị một cái quần vải xanh. Bơ. Bơ Phúc Hồng ơi, L chị bao nhiêu ở chị Phúc Hồng ơi? Comment L cho em được không chị ơi? Tại vì cái này nó không có co giãn đó chị Phúc Hồng ơi, chất von tơ nó không co giãn á. Comment cho em cái eo của chị nhá. Nếu mà có đúng eo á thì em chốt size cho chị nhá. Rồi lấy chị một cái quần váy xanh. Cách tân vàng 30k của chị Hà Trần. Quần váy xanh kèm size nhá chị gái nhá. Đây ạ, quần váy này. Có quần váy các chị nhá. Quần váy cho em bán tặng cho chị 99.000 một quần. 99.000 một quần màu xanh là các chị có thể phối với tất cả các màu áo, thực sự luôn. Màu xanh là các chị có thể phối với tất cả các màu áo nhá chị gái nhá. Ví dụ như áo này, chỉ cần nó có một cái lá xanh thôi là các chị có thể phối quần xanh rồi nhá. Size L là L72 độ L76 độ về thôi chị Trần Vân ơi. Size L là L76 độ về thôi nhá. Đây này, chỉ cần có một cái lá xanh thôi là các chị có thể phối với tất cả các màu áo nhá. Rất là tiện luôn. Quần váy xanh kèm size S, M, L, 1XL, 2XL cho em và 3XL cho em nhá. 99.000 một quần. Ống siêu to luôn nhá chị gái nhá. Quần váy xanh kèm size. Quần váy xanh kèm size S, M, L, 1XL, 2XL và 3XL. Hàng mới 100% cho em nhá chị gái nhá. Hàng mới 100%. 99.000 một quần. Các chị đi đâu mua được một cái quần váy 99.000 thực sự luôn.
thật sự luôn. L 82 2L anh chị Phúc Hồng nha. L 82 là phải 2L cho em nha. Bỏ cái đó đi về, lấy cái này. L 82 của chị Phúc Hồng nha, 2L. L 82 là chị phải chốt 2X nha. 1XL L 80 quay đầu thôi. Rồi lên cho em con này mọi người nha. Quần vải xanh kèm size S, M, L, XL, 2XL cho em và 3XL nha. 99 ngàn một quần thôi ạ. 99 ngàn một quần cho em nhá. Quần váy xanh kèm size. Quần váy xanh kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. Hàng mới 100%. Quần váy là hàng mới 100% cho em người nhá. Hiện tại em còn màu xanh thôi. Hiện tại em còn màu xanh, em hết luôn rồi. Quần váy về hết luôn rồi các chị ơi, còn màu xanh nhá. Lên cho em được quần váy xanh kèm size 99 ngàn một quần. 99 ngàn một quần cho em nhá. Quần váy xanh kèm size nhá chị gái nhá. Rồi xem like chấm bài tương tác bài like lên giúp em nhá. Em lên cho chị Nhung vàng nhá. Em lên cho chị Nhung vàng. Nhung vàng này có size gì đây? M, L này. Có size M, L. Nhung vàng kèm size cho em đi mọi người ơi. Nhung vàng kèm size cho em nha. Nhung vàng kèm size M, L, XL, 2 và 3XL đi. Có size gì em chốt size đó. Chấm bài tương tác bài like lên giúp em nào mọi người ơi. Chấm tương tác bài like lên giúp em nha. Rồi lên cho em là mã Nhung vàng kèm size đi các chị ơi. M, L, XL, 2XL và 3XL giúp em nhá. Nhung vàng kèm size 159k một áo giúp em nhá. Nhung vàng kèm size giúp em nha. M, L, XL, 2XL và 3XL. Nhung hàng mới 100%. Chất nhung tuyết cho em mọi người nhá. Chó màu vàng đẹp chưa, màu vàng đồng cho em. Lên cho em một mã nhung vàng kèm size chị nha. Nhung vàng kèm size có đầy đủ size cho các chị nhá. Có đầy đủ size nha. Mã nhung vàng kèm size kèm số các chị ơi. Size M, size L, XL, 2XL và 3XL luôn nhá. Nhung vàng kèm size. Nhung vàng kèm size giúp em 159k một áo. Chị nào ưng hàng trơn chốt nha. Chị nào ưng hàng trơn chốt cho em mọi người nha. Nhung vàng kèm size giúp em nha. Nhung vàng kèm size mọi người ơi. Kèm size kèm số điện thoại cho em nha. 159k 159 ngàn lên cho em là mã nhung vàng kèm size chị nha. Nhung vàng kèm size. Bộ hồng size M này của chị ạ. Mai Hương này. Chị quên mất 179. Rồi nhung vàng 2XL chị Doãn Thùy nha. Nhung vàng 2XL chị Doãn Thùy. Lên cho em là mã nhung vàng kèm size nhá chị gái nhá. Nhung vàng kèm size. Có 3X 4XL luôn đó chị ơi. Có 3X 4XL luôn nhá. Nhung vàng kèm size giúp em nha. Có S luôn. Nhung vàng có S luôn. Nhung vàng 2XL đổ thu. Nhung vàng 2XL đổ thu. Có S luôn nhá chị gái nhá. Có S luôn nha. Tôi về bé kiếm chị cái 2XL. Rồi nhung vàng kèm size cho em vừa nhá. Nhung vàng kèm size cho em nhá. Rồi theo nhung vàng em còn nhung vàng size L Trần Ngọc. Nhung vàng size L Trần Ngọc. Nhung vàng size L Trần Ngọc. Rồi theo mọi người nhá. Rêu theo. Mà này màu xanh rêu. Xanh rêu mọi người nhá. Xanh rêu size L theo này. Mặc đi chùa đẹp lắm luôn. Xanh rêu size L 50-55 cân L76 quay đầu cho em nhá. Xanh rêu size L 50-55 cân L76 quay đầu cho em nhá. Xanh rêu size L giúp em nha. Xanh rêu size L 120k hàng theo. 120k chốt mã xanh rêu cho em nha. Xanh rêu size L 120. 50-55 cân L76 quay đầu giúp em nhá. 50-55 cân L76 quay đầu. Chốt comment cho em vừa nhá. Xanh rêu. Xanh rêu size L 120k. Xanh rêu size L 120. Chỉ nào size L chốt nhá. 50-55 cân L76 quay đầu cho em nha. Xanh rêu size L 120k cho em ạ. Xanh rêu size L 120. Xanh rêu size L 120. Rồi lên cái chị cách tân của bé. Cách tân của bé mọi người nhá. Bé nào 20-25 cân. 20-25 cân chốt mã bé 20k. Lên cho em là mã bé 20k. 20-25 cân mặc đẹp cho em nhá. Chốt mã bé cho em nha. Bé 20 ngàn. Mã bé mọi người nhá. Mã bé cho em nhá. Mã bé 20k. Em còn mã bé 20k. Ta tự tầm bộ mã 1 tổng mà. Em còn mã bé. Rồi em lên cho chị bộ này nhá. Bộ đỏ. Bộ váy đỏ. Bộ váy đỏ. Mã bé của chị Nguyễn Tuyên. Bé Nguyễn Tuyên chốt đủ đơn cho em nhá. Bé 20k Nguyễn Tuyên chốt đủ đơn. Rồi em lên cho chị bộ đỏ. Bộ đỏ size L bộ đỏ size S. Bộ váy đỏ size S. Cái này bé nào mà 30-35 cân, bé nào mà cao á là mặc được nhá chị gái nhá. 30-35 cân bé nào mà cao là mặc được nhá. Bé đỏ size S này. Bé đỏ size S cho em nhá. Bé đỏ size S cho em các chị ơi. Bé đỏ size S nhá. Oh sorry, váy đỏ size S 149k. Váy đỏ size S 149 ngàn. Chị nào size S chốt cho em nhá. Váy đỏ size S 149k.
Váy đỏ size S cho em ạ, 149k, chị nó size S chốt nha. Size S 40-48 cân, eo 68 quay đầu cho em nhá. Váy đỏ size S 149.000, cách tân cả váy cho em nhá. Váy đỏ size S 149k, chị đẹp nó size S chốt nha. Váy đỏ size S 149. Váy đỏ size S nhá. Còn bộ này size M. Còn size M thôi, S 10. Váy đỏ size S 149. Váy đỏ size S mọi người nhá, 149k spend nha. Váy đỏ size S 149. Rồi gấm đỏ size L. Gấm đỏ size L cho em nhá, gấm đỏ size L. Chị nào size L chốt này. Gấm đỏ size L 89k hàng mới spend nhá. Gấm đỏ size L 89k. 50-55 cân eo 76 quay đầu giúp em nha. 50-55 cân eo tầm 76 quay đầu cho em nhá. Gấm đỏ size L 89.000. Gấm đỏ size L 89k. Chị nào 50-55 cân eo tầm 76 quay đầu cho em nhá. Gấm đỏ size L 89k, các chị đẹp chưa? Gấm đỏ L 89.000. Gấm đỏ size L 89k, chị nào size L chốt nhá. Size L. Gấm đỏ size L 89k. Gấm đỏ size L 89k giúp em nhá. Gấm đỏ size L cho em 89k. Gấm đỏ size L cho em vừa nhá, 89k giúp em nhá. Gấm đỏ size L 89k Huệ Nguyễn. Ủa chị Liễu Châu ơi, chị chốt trên like cái gì là em chốt cho chị cái đó mà chị Liễu Châu ơi. Chị muốn chốt thì phải chị phải nhìn kỹ sản phẩm là nó hay là áo cách tân hay là áo dài chứ chị. Chốt là các chị phải nhìn kỹ sản phẩm chứ các chị ơi. Nhờ các chị hỏi em như vậy em chả biết luôn. Em like trên like, em like cái nào em có dơ hết mà. Em có mặc lên người hết mà, đâu phải là em dơ cái bọc lên không đâu. Người em lên cho chị Nhung Hồng SMLXL2X. SML gấm đỏ size lớn hết rồi nhá. Nhung Hồng cổ cao các chị ơi, đẹp chưa? Có size SML, XL và 2XL giúp em nhá. Nhung Hồng kèm size 159k một áo giúp em nhá. 159.000. Lên cho em là mã Nhung Hồng kèm size cho em nhá chị gái nhá. Size S, size M, size L. SML, XL, 2XL và 3XL luôn. Lên cho em là mã Nhung Hồng kèm size, cổ cao đẹp quá chị ơi. Nhung Hồng kèm size giúp em nha. Nhung Hồng kèm size 159k, hàng mới 100%. Hàng mới 100% giúp em nha. Nhung Hồng kèm size S, size M, size L, XL, 2XL và 3XL luôn. Mã Nhung Hồng kèm size cho em nhá, cổ cao này, chị nào ôm cổ cao chốt cho em ạ. 159k một áo, hàng mới 100%. 159.000, hàng mới 100% giúp em nha. Nhung Hồng kèm size. Nhung Hồng kèm size eo 86 mặc 2XL chị Hòa Thu ơi. Eo 86 mặc 2XL nha chị Hòa Thu nhá. Rồi lên cho em là mã Nhung Hồng kèm size. Nhung Hồng kèm size cho em nhá. 159.000. 159k chốt mã Nhung Hồng kèm size giúp em nha. Nhung Hồng kèm size. Bộ váy vàng size L chị này. Bộ váy vàng size L này, trời ơi đẹp quá. Bộ váy vàng size L cho em nhá, cả áo cách tân và cả chân váy cho em luôn. Bộ váy vàng size L. Gấm hồng hả? Gấm hồng em có size, chị cần cho em có size nhỏ. Gấm hồng em còn size nhỏ nhá. Rồi bộ váy vàng size L cho em. 50-55 cân eo 76 quay đầu cho em nhá. Bộ váy vàng size L 149k. Bộ váy vàng size L 149, chị nào size L chốt nha. 50-55 cân eo tầm 76 quay đầu cho em nha. Bộ váy vàng size L 149k. Bộ váy vàng size L 149 hàng mới cho em nhá. Khi em mặc Tết là bao đẹp luôn. Chị nào size L 50-55 cân eo tầm 76 quay đầu cho em nha. Bộ váy vàng size L cho em nhá. Bộ váy vàng size L. Bộ váy vàng size L cho em nhá. 149k. 149.000 cho em nhá. Bộ váy vàng size L 149. Bộ váy vàng size L 149 nhá. 149k, chị nào size L chốt ạ. Chị nào size L chốt nha. Chấm bài tương tác bài like lên giúp em nào mọi người. Xem like các chị tương tác chấm bài lên giúp em nha. Em lên cho chị một con lụa Phi Yến đi. Lên size nhỏ cho chị nhá. Lụa Phi Yến size S mọi người này. Lụa Phi Yến size S cho em nhá. Lụa Phi Yến size S. Lụa Phi Yến là lụa Đông Hưng size S mọi người nhá. Cố gắng đẩy view lên giúp em nào. Con này size S này, 40-48 cân eo 68 quay đầu cho em nhá. Phi Yến size S 79k. Phi Yến size S 79.000 cho em nhá. 40-48 cân eo 68 quay đầu. 40-48 cân eo 68 quay đầu cho em nhá. Phi Yến size S mọi người nhá. Chốt comment giúp em nhá. Mà Phi Yến size S ạ. 100 sorry cho chị 79k thôi. Phi Yến size S 79k chị nó size S chốt cho em nha. Phi Yến size S 79k lên mã Phi Yến mọi người nhá. Phi Yến size S 79.000. Chấm lên cho em nào mọi người ơi, thấy em không? Ủa sao tự nhiên bị đứng comment vậy ạ? À? Chấm tương tác bài like cho em nha. Cảm ơn chị Nguyễn Thơm. Phi Yến size S 79k.
Phi Yến sẽ 79k giúp em nhé chị gái nhé. Phi Yến sẽ 79k. Rồi em lên cho chị một con này nuôi dâu. Nuôi dâu mọi người nhá. Nuôi dâu sẽ cho em. Nuôi dâu sẽ 99k. Có váy vàng sẽ. Con đó là size L chị ơi. Con đó là size L nhá. Rồi đây sẽ em có mẫu khác nha. Rồi con này giúp em mọi người nhé. Tương tác lên giúp em nào. Rồi nuôi dâu sẽ 99k. Nuôi dâu sẽ 99k. Chị nào sẽ chốt mọi người nhá. Nuôi dâu sẽ 99k. Toàn bộ dập theo. Nuôi dâu sẽ 99k cho em sẽ. Mọi người có mút ngực cho em nhá. Nuôi dâu sẽ 99k. Chị nào 40-45 cân cho em nhá. Nuôi dâu sẽ mọi người nhá. 99k cho em. Hoặc chị nào studio cho thuê mọi người ơi. Nuôi dâu sẽ mọi người nhá. 99k cho em nhá. Nuôi dâu sẽ 99k. Mà nuôi dâu sẽ nhá. 99k mọi người nhá. Nuôi dâu sẽ 99k. Xem lại chị chấm bài tương tác bài like cho em nhá. Xem lại chấm bài tương tác bài like cho em mọi người nhá. Em còn mã nuôi dâu. Em còn mã nuôi dâu nhá chị gái nhá. Mã nuôi dâu cho em nhá. Rồi em lên cho chị gấm hồng này. Gấm hồng này em còn size M này. Gấm hồng này còn size M. M, XL. Gấm hồng này em còn size S này. Nuôi dâu ngọc ngọc lên số chị ơi. Ngọc ngọc lên số đi ạ. Rồi em còn S còn M. S, M, XL. S, M, XL cho em gấm hồng kèm size. Ngọc ngọc lên số đi chị ơi. Ngọc ngọc lên số cho em nha. Gấm hồng 89k. Chốt hàng kèm số đi chị Ngọc Ngọc ơi. Gấm hồng 89k kèm size. Gấm hồng 89k kèm size nhá. Con này các chị comment tại size mọi người nhá. Em có size S, size M và XL. S, M và XL cho em nhá. Gấm hồng kèm size. Nuôi dâu của chị à. Lê Vân, Lê Lộc. Chị nào không có số bỏ qua. 99k. Rồi lên cho em là mã gấm hồng kèm size S, size M, size XL. S, M, XL nhá. Nuôi dâu hết rồi chị Ngọc Ngọc ơi. Chốt mã khác cho em nha. Chốt sang mã khác nhá. Rồi lên cho em người nhá. Gấm hồng kèm size. Không có L. Em có S, có M và XL thôi. S, M và XL. Gấm hồng kèm size 89k. Không có L đó chị ơi. Em không có L. Có S, có M và XL thôi. S, M và XL cho em nhá. Gấm hồng kèm size 89k. Gấm hồng kèm size 89k giúp em nhá. Có S, có M và có XL. Lên cho em là mã gấm hồng kèm size 89k thôi mọi người nhá. Gấm hồng XL là eo 80 quay đầu chị ơi. XL là eo 80 quay đầu nhá. Em có 3 áo mà các chị ơi. XL là eo 80 quay đầu giúp em nhá. XL là eo 80 quay đầu nhá. XL. XL là eo 80 quay đầu các chị nhá. Em lên cho chị bộ váy đỏ đi. Bộ váy đỏ size L. Bộ váy đỏ size L các chị nhá. Bộ váy đỏ size L cho em nhá. Bên em có người mới. Là sao chị Nguyễn Thắm ơi? Là sao? Đang tìm đơn của Nguyễn Thắm. Bán tìm đâu mình giả mạo. Chị ấy đang kiếm đơn của chị mà. Nguyễn Thắm là bao đen mà đúng không bé? Có phải là 246 đuôi không? Bán có 2 đơn, 1 đơn thôi. Đúng rồi. Không, cái này là 739 mà. Vậy là phải là không phải. Nguyễn Thắm là 739. Có chiều có đơn. Nguyễn Thắm này 2 8739 đúng không? Ừ. Đúng rồi, 8739 này. Đúng rồi. Phi Yến sẽ ép Nguyễn Thị Thu Hồng. Ý là đó là đơn sáng chị Nguyễn Thắm ơi. Đơn hai bộ là đơn sáng. Còn đơn chiều nay là bên em chưa có gộp. Giờ bên em mới đi kiếm đơn để gộp. Chị ơi, chị chốt đơn buổi sáng chị không nhớ hả chị Nguyễn Thắm ơi? Váy đỏ xa lở Thủy Dung. Ơ quần chị Thủy ơi quần. Cái này là quần á. Chị Thủy có lấy không? Em quên mất. Cái này là quần. Đây là quần á, 139. 139k. 139k, cái này là quần đó chị Thủy ơi. Thủy Yokohama ơi, cái này là quần á, chị có lấy không ạ? Quần, em quên mất, cái này là quần. Chị Thủy Yokohama có lấy thì ok em chốt chị nha. Lấy thì ok em chốt nha. Size L, bộ cách tân đỏ size L 139. Bộ cách tân đỏ size L 139k. Size L cho em nhá, size L. Chị Thủy Yokohama có lấy thì ok giúp em nhá. Quần thì thôi, à dạ rồi ok. Đỏ này là size L như chị Trần Tình nhá. Nãy em thấy chị chốt size nhỏ á. Đỏ size L chị Trần Tình. Đỏ size L chị Trần Tình nhá. Đỏ size L chị Trần Tình ạ. Rồi, em lên cho chị bộ váy vàng 2XL. Bộ váy vàng 2XL nhá. Ủa, Nguyễn Thắm hình như bao đen mà bé. Xem thử. Có không? Bộ váy vàng 2XL cho em nhá. 60-65 cân, eo 85 chốt nhiều lắm.
60-65 cân, eo 85 quay đầu cho em nha. Bộ váy vàng, chị nói rồi. Bộ váy vàng 2L giúp em nha. 149K 2L. 60-65 cân, eo 85 quay đầu cho em nha. Bộ váy vàng 2L cho em ạ. 149K. Bộ váy vàng 2L 149, chị nói 2L chốt nha. 60-65 cân, eo 85 mặc vừa cho em nha. Bộ váy vàng 2L 149K. Bộ váy vàng 2L 149, chị nói 2L chốt nha. Bộ váy vàng 2L. Bộ váy vàng 2L nhá, 149K. Bộ váy vàng 2L 149. Đơn chiều chưa chốt, được nhá chị nhá, được nhá Mạch Hương Mai, được nhá. Rồi lên cho em bộ váy vàng. Bộ váy vàng 2L nhá, 149K. Bộ váy vàng 2L 149 chị gái nhá. Bộ váy xanh thì em còn một bộ này. Bộ cách tân đỏ xanh lờ em hết rồi. Bộ xanh này, bộ xanh. Bộ cách tân xanh là bộ váy xanh size L. Bộ váy xanh size L 149 cái chị này. Bộ váy xanh size L 149 này chị nó size L chốt nha. Bộ cách tân đỏ em hết rồi. Bộ cách tân đỏ hết rồi nha. 60kg hả? 60kg ạ. Eo bao nhiêu ạ? Eo 82 chốt 1x hoặc 2kg. Eo 82 là 2kg đi. Bộ vàng 2kg ngọc cẩn. Nếu mà chị lấy hàng nhung thì chị chốt XL. Còn nếu mà chị lấy hàng bình thường là 2kg như chị Minh Thư Trần nha. Rồi bộ váy xanh size L 149. Bộ váy xanh size L 149 chị nào size L chốt nha. 50-55 cân, eo 76 quay đầu cho em nha. Bộ váy xanh size L 149K. Bộ váy xanh size L 149 chị nào size L chốt nha. 50-55 cân, eo 76 quay đầu cho em nha. Bộ váy xanh size L 149K. Bộ váy xanh size L 149 nhá chị nhá. Bộ váy xanh size L nha, 149K chị nào size L chốt ạ. 50-55 cân, eo 76 quay đầu cho em nha. Bộ váy xanh size L 149K. Cô Ban em chỉ có hàng nhung thôi chị ơi. Màu cô Ban em chỉ có hàng nhung thôi. Màu cô Ban em chỉ có hàng nhung thôi nhá chị gái nhá. Đây ạ, nhung cô Ban. Cô Ban kèm size. Huỳnh Mỹ lên số đi chị ơi. Huỳnh Mỹ lên số cho em nhá. Rồi nhung cô Ban kèm size. Cô Ban kèm size S, M, L, XL, 2XL và 3XL luôn. S, M, L. Sorry các chị, các đấy em có từ size M thôi. M, L, XL, 2XL và 3XL. Cô Ban kèm size. Cô Ban kèm size cho em 159K. Cô Ban kèm size 159.000 cho em nha. Rồi chị ạ, chị Huỳnh Mỹ lên số đi ạ. Huỳnh Mỹ là Hoàng Thị Mai Lê chốt hàng kèm số rồi. Bộ váy xanh size L Huỳnh Mỹ. Có thể lên đúng mã cho em là mã cô Ban kèm size. Cô Ban kèm size cho em nhá. M, L, XL, 1XL, 2XL và 3XL luôn. 159K một áo hàng nhung trơn cho em nhá. Màu xanh cô Ban mặc lên rất sáng nha chị gái nhá. Cô Ban 2XL chị Doãn Thùy này. Cô Ban 2XL chị Doãn Thùy. Dồn đơn. Rồi lên cho em mọi người nhá. Cô Ban kèm size. Cô Ban kèm size kèm số điện thoại giúp em nha. M, L, XL, 2XL và 3XL giúp em ạ. 159.000, 159K giúp em nhá. Cô Ban kèm size. Cô Ban kèm size kèm số điện thoại cho em chị gái nhá. Cô Ban kèm size kèm số cho em nhá. 159K. 159K một bộ giúp em, một áo. 159K một áo cho em nhá. Xem lại mọi người tương tác chấm bài cho em nhá. Xem lại tương tác chấm bài cho em nha. Tím hoa cả. Em không biết nữa các chị ơi. Tím hoa cả em không biết nữa. Bộ cam thì size gì đây? Bộ cam thì size gì đây? Bộ cam. Bộ cam. Bộ cam size S này. Nhung đó size gì chị Hà Thu ơi? Nhung cô Ban 2XL Xuyên Nguyễn. Cô Ban 2XL Xuyên Nguyễn. Cô Ban 2XL Xuyên Nguyễn. Cảm ơn chị Trang Võ. Rồi bộ cam size S nha. Bộ cam size S này, bộ cách tân cam size S. Chị nào size S chốt cho em mọi người nha. Trời ơi, các chị ơi, cái vụ gì đây? Tụi mày mua bán láo quá, nói tao trả lại mất phí ship. Vậy mà chặn điện thoại của tao, tụi mày ăn đi rồi sẽ mạng. Đừng vào mua shop của nó các bạn ơi, nó láo lắm. Dạ, 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 ok chị Huệ Trần Thị. Em like trên cái trang này 4 năm trời rồi chị nhá. Gần 5 năm rồi chị ơi. Gần 5 năm rồi chị. Hàng giao tới nơi, chị không lấy hàng thì chị phải thanh toán phí ship chị ạ. À, làm gì mà có giao tới nơi, bên em phải chốt cho chị là gọi đơn xong rồi đóng hàng xong rồi làm đơn xong rồi shipper chuyển cho chị từ nơi này đến nơi của chị, đến nơi tận nơi, chị không nhận thì chị phải trả tiền ship chứ chị ơi.
30.000 của chị đó em ăn đâu có giàu đâu chị ơi. 1m58, 51kg lên số đi chị Hà Thu ơi. Hỏi chị Nhung đơn hàng làm sao. Hà Thu ơi lên số điện thoại cho em để em chốt nha. Em có Nhung đỏ trơn thôi. Em có Nhung đỏ trơn thôi nha. Rồi đây nha các chị gái nha. Đây nha bộ cam size S. Bộ cam size S cho em mọi người nha. Chẳng ai chặn số của chị cả. Chẳng ai chặn số của chị cả. Hơi đâu mà tụi em đi chặn số của chị. Rồi con này size S mọi người nha. 40-48 cân L68 quay đầu giúp em nha. 40-48 cân L68 quay đầu nha. Bộ váy cam size S 149.000. Bộ váy cam. Tụi mày chó lắm. Tự nhiên. Trời ơi, chị Huệ ơi. Chửi quá trời luôn. Huệ Trần Thị, Huệ Trần Thị. Tụi mày chó lắm. Nói cái gì ta? Tụi mày mua bán láo quá, nói tao trả lại mất phí ship. Vậy mà chặn điện thoại của tụi mày ăn đi rồi sẽ mặc đừng vào mua shop của tụi nó. Tụi mày chó lắm. Lũ chó. Ý là không nhận hàng trả ship đó, chắc là vậy đó. Chắc là trả ship xong rồi gọi lại cho mình không được mình gọi đơn đó. Chọ chửi nói là lũ chó. Rồi bộ váy cam size S nha, 149k. Bộ váy cam chị Nguyễn Thắm ơi chị hỏi người làm đơn giúp em chị nha. Hỏi người làm đơn. Nhung đỏ trơn nhá chị Hà Thu giống con cô Ban em lên á. Cái con nhung đỏ hồi nãy. Đây nè. Đây nè chị Hà Thu ơi. Cổ tròn này. Đúng hay không thì ok em một tiếng đem chốt nha chị Hà Thu nha. Nhung đó em có cổ tròn như thế này thôi. Lấy hay không ok em một tiếng em chốt chị Hà Thu nha. Lấy không ok em nha. Rồi đây đây nha các chị gái nhá. Đây nhá. Mặc chật hay rộng thì do chị chốt trên like thôi ạ. Bộ cam size S 149k. Chị nào size S chốt nha. 40-48 cân giúp em nha. Trên like có đọc số cân số ký vòng eo đàng hoàng. Nghe không rõ chốt rồi không vừa. Chửi người ta là chó. Ở đâu ra cái kiểu đó. Rồi lên cho em nha, bộ cam size S 149.000. Bộ cam size S cổ truyền thống em không có đâu chị ơi. Dạ dạ chị Nguyễn Thám nha. Tự nhiên mua mặc không vừa, không lấy hàng kêu cả 30.000 tiền ship mà vô đây chửi như đúng rồi. Người ta đưa hàng về đến tận nơi cho mình phải trả ship cho người ta chứ. Rồi bộ đen giúp em mọi người nha. Chấm bài tương tác bà la lên giúp em nha. Lên cho chị một con họa tiết. Lên cho chị một con họa tiết mọi người nha. 30.000 đó của chị. Trả giàu đó chị ơi. Rồi họa tiết cho em mọi người nha. Họa tiết dưới 50 cân độ lại mặc đẹp giúp em nha. Nó mặc cho không nhận hàng kêu trả 30.000 tiền ship đó. Con Linh bảo là cái gì trả tiền ship cho em đi chị ơi. Nó kêu là đéo, đéo trả. Xong rồi con Linh mới bảo là chị ơi có ai rảnh mà mang cái đôi cái áo hàng cho đến cho chị mặc thì không vừa rồi chị không trả ship cho họ không tiền của shipper đi là đây này nói chuyện này nước là em in cho này là nước lã à chị xong rồi nó cứ nói là đủ mẹ đủ cha các kiểu xong rồi đây, tao đây, bảo đây, là đây mẹ mua hàng phải có văn minh chứ tao mày cặc lớn tuổi mà nói chuyện tao mày với con nít vì tao một trận mẹ đáng con lợn như người bỏ rồi họa tiết size S 39.000 hàng mới. Họa tiết size S 39k, em Lan có báo số cân số ký với lại vòng eo đàng hoàng nhá. Và em cũng có báo là chị nào cảm thấy ngực mình to quá hay là bắp tay mình to quá là các chị chốt lên một size cho em nhá. Rồi làm gì mà muốn mua hàng trên line mà muốn như đi may. Mua hàng thì có mấy chục ngàn mà muốn như đi may hàng tiền trăm. Rồi lên cho em là báo họa tiết size S 39k của chị Mai Hương. Họa tiết size S 39k của chị Mai Hương. Xăng bây giờ 1 lít là gần 20 mấy nghìn rồi. Mà người ta giao từ Đắk Lắk tới thành phố kia mà trả 30.000 tiền ship mà còn chả hiểu sao. Cam size S mọi người ơi. Cam size S 50.000 hàng mới giúp em nhá. Cam size S 50k con này chất lụa Hàn Châu. Chỉ còn size S chốt cho em mọi người nhá. 40-48 cân L68 quay đầu. 40-48 cân L68 quay đầu cho em nhá. Cam size S mọi người nhá. Hàng mới như thế này em bán cứ chỉ có 50.000 thôi. Hàng mới nha mọi người nhé, 50.000 các chị không mua được một miếng vải. Mà cam size S 50k, chất lụa Hàn Châu. Có này chất lụa Hàn Châu cho em mọi người nhé, cam size S 50k. Cam size S 50k giúp em nha, mà cam size S 50k của chị Mai Hương. Mà cam size S 50k của chị Mai Hương, chị Doãn Thùy sao mất rồi. Cam size S 50k của chị Mai Hương nha. Cam size S 50k của chị Mai Hương. Vừa hồng theo size L đấy ạ, XL cho đến chị.
Hồng theo là size 1XL nha, 60 cân độ là eo 80. Hồng theo XL 120, hàng mới 100%. Hồng theo XL 120 nha chị gái nha, 60 cân độ là eo 80 giúp em nha. Đây chỉ là áo dùng, chỉ là áo dùng. Size 1XL cho em con này nhá, 60 cân độ là eo 80. Hồng theo XL 120k giúp em với chị gái nhá. Hồng theo XL 120, chị nào 60 cân độ là eo 80 mặc đẹp cho em nhá. Hồng theo XL 120 giúp em nhá. Hồng theo cam lên hết rồi các chị ơi, cam lên hết rồi nha. Hồng theo XL 120. Bốn tay chị Nguyễn Tuyền, chị mặc size gì chị ơi, tại vì hàng 4 tay còn ít á. Mặc size gì comment cho em nhá. Mặc size gì comment với chị Nguyễn Tuyền nhá. Rồi chấm bài lên cho em mọi người nhá. Mặc size gì comment. Hồng XL chị à, hồng XL của chị Mai Hương, hồng XL chị Mai Hương hàng thêm 120. Rồi con này hoa đỏ size S mọi người nhá, hoa đỏ size S cho em nhá. 2XL hả? 4XL 2XL em hơi hiếm á chị ơi. 4XL 2XL hiện tại em hơi hiếm á, em có bộ thôi. Rồi hoa đỏ size S cho em nhá, 79k. Hoa đỏ size S 79k, 40-45 cân giúp em nhá. 40-45 cân eo 65 quay đầu cho em nhá. Hoa đỏ size S 79k. Hoa đỏ size S 79.000, 40-45 cân eo 65 quay đầu cho em nhá. Hoa đỏ size S cho em nhá. Hoa đỏ size S mọi người nhá. Hoa đỏ size S cho em nhá. Hoa đỏ size S mọi người nhá. À, chị muốn xem nhung màu gì chị ơi? Hiện tại ở đây em còn nhung vàng, nhung coban, nhung hồng. Hoa đỏ size S 79k Phương Thảo Đào nhá. Hoa đỏ size S 79k chị Phương Thảo Đào. Quần váy mọi người ơi, quần váy em có size này. S, M, L, XL, 2XL và 3XL cho em nhá. 99.000 một quần. 99.000 một quần nhá. Chị nào chốt comment cho em là mã quần váy kèm size. Quần váy kèm size 99.000 một quần nhá. S, M, L, XL, 2XL cho em nhá. S, M, L, XL, 2XL giúp em mọi người nhá. Và 3XL luôn. 99.000 một quần cho em nhá. Lên cho em là mã quần váy kèm size. Quần váy kèm size kèm số cho em ạ, 99k. Quần váy kèm size kèm số điện thoại cho em nhá, 99k giúp em mọi người nhá. 99k. Màu đỏ, màu đỏ hiện tại em còn ít đặc điểm lên cho. Rồi đây ạ, hoa xanh. Hoa xanh màu này màu xanh đen. Hoa xanh size S 99k vừa nhá. Hoa xanh size S 99.000, 40-48 cân eo 68 quay đầu nhá. Lên áo 2XL nhá. Nhà hiện tại em còn hàng bộ á mọi người ơi. Hàng lẻ bây giờ em còn size nhỏ thôi. Có là hoa xanh size S mọi người nhá. 40-48 cân eo 68 quay đầu cho em nhá. Hoa xanh size S 99k. Hoa xanh size S 99.000 cho em nhá. Hoa xanh size S 99k. Nhung vàng, dạ rồi ok để em lên cho. Hoa xanh size 99k. Nhung đỏ em còn mấy áo chị này. Nhung đỏ em còn mấy áo này. Còn size M này. M, L mặc vừa này. Size M, size L mặc vừa này. M, L, 2XL thôi. Em còn size S, size M và 2XL. S, M và 2XL giúp em nha. Mắc cười lắm chị Lê Thị Huyền ơi. Rồi, em cảm ơn chị Trang Võ nhiều nhá. Đây ạ, nhung đỏ kèm size. Nhung đỏ kèm size. Chị Hân Cao ơi, size L em hết rồi, lấy size M được không? Size M là size L mặc vừa chị Hân Cao ơi. Size M là size L mặc vừa chị. Chị lấy theo ok em chỗ chị Hân Cao nhá. Tại vì hàng nhung là nó có độ giãn chị này. Size S là 40-48 cân, eo 68 quay đầu quá chị nhá. Rồi size M là 50 cân, độ là eo 72. Nhưng mà hàng nhung là nó có co giãn mọi người nhá. Rồi lên cho em là mã nhung đỏ kèm size cho em nhá. 159k em còn 3 áo thôi. Màu đỏ em còn 3 áo thôi. Nhung đỏ kèm size em còn size S, size M và 2XL. S, M và 2XL giúp em nhá. Nhung đỏ kèm size giúp em nhá. 159k. Nhung đỏ 2XL chị Nguyễn Tuyên dồn đơn. Nhung đỏ 2 kem hết rồi các chị ơi. Nhung đỏ 2 kem hết rồi. Em còn 1 S và 1 M thôi. Rồi M của chị Hân Cao. Em còn S thôi. Hết 2 rồi chị Hân Cao rồi. Em còn S nha. SM mặc vừa các chị nhá, SM mặc vừa nhá. Cương đoàn chị chốt nhung thì lên số. Cương đoàn chị chốt nhung thì lên số nhá. 1 S cho Nga Đặng đi. Em hết luôn rồi. 1 S cho Nga Đặng em hết nhung đỏ luôn rồi các chị nhá. Còn hả? Rồi nhung đỏ 2XL, 1M 1XL của chị Hân Cao. 1M 1XL của Hân Cao. Nhung đỏ size M. Trâm Anh lên số chị ơi, Trâm Anh lên số ạ. Nhung đỏ size M Cương đoàn lên số đi.
Nhung đã xem mời chị Cương Đoàn nhá. Cầm anh lên số ạ. Nhung đã hãy lời trang võ lên số đi. Lên số điện thoại cho em nhá. Em thấy số chị Nga Đặng, CS của chị Nga Đặng nhá. Cầm anh lên số này, Cương Đoàn này, chị Trang Võ này, lên số điện thoại cho em nhá. Lên số. Nhung đã kèm sai kèm số cho em nhá. Em còn nhiều. Nhung đã còn đủ sai các chị ơi. Nhung đã còn đủ sai nhá. Hãy color của Hân Cao. Cương Đoàn size M có chưa? Cương Đoàn size M có chưa bé? Trang Võ 2XL này. Rồi này. Trâm Anh là size Trâm Anh là size M. Hân Cao là S là size gì? Hân Cao là thêm một cái 2XL nữa thôi. Trâm Anh là size M này. Tại vì có 2X này. Hân Cao là M 2X có M rồi. Cương Đoàn là M, Nga Đặng là S có rồi. Trâm Anh là M. M. Trang Võ là 2X. M này luôn. Nhung đó ngực 96 size M vừa không? Cương, size M hả? Size M vừa tại vì hàng Nhung co giãn chị Cương Đoàn nhá. Hàng Nhung là co giãn nhá. Nhung đã kèm size, có đủ size nhá mọi người nhá. Có đủ size. Chị Hân Cao được hai áo nhá. Nhung đã kèm size, có đủ size. Nhà L75 chị chốt size M. Hàng Nhung thì chị chốt size M. Còn hàng bình thường chốt size L nhá chị nhá. Ở Cương Đoàn nhá. Hàng bình thường chốt size L. Còn hàng Nhung là chị chốt size M được nha. Tại vì hàng Nhung là có độ giãn nhá. Rồi Nhung đỏ E76 vừa không? Có ạ. Ngoãn Dương Thi lên số đi. Size L có. Chị Ngoãn Dương Thi lên số chị ơi. Lên số điện thoại giúp em nhá, để em chốt nha. Nhung đỏ em còn đủ size ấy, chị cứ chốt đi. Mã sọc size S mọi người nhá. Nhung đỏ kèm size kèm số cho em nha. Rồi em chở cho xem cái hoa gì đó, chị mới vô xem không kịp. Hoa nào ta? Hoa nào trẻ ơi? Rồi mã sọc size S cho em 79k. Sọc size S 79k giúp em nhá. Sọc size S 79.000. 40-48 cân. Trang Võ. Trang Võ là 2XL ạ. Rồi con này size S 40-48 cân, L68 quay đầu cho em nhá. Mã sọc size S 79k. Mã sọc size S mọi người nhá, 79k giúp em nhá. Sọc size S 79k có bán quần, các chị ơi, 60.000 một quần nhá. Sọc 79k Hương Lê lên số ạ. Hương Lê lên số. Phương Thảo Đào. Sọc size S chị Phương Thảo Đào một áo. Hương Lê lên số đi. Sọc còn size S kìa. Hương Lê lên số cho em nhá. Xem Nhung đỏ với, đây các chị ơi, Nhung đỏ kèm size cho em nhá. Còn size gì em chốt size đỏ cho chị nha. Nhung đỏ kèm size 159k một áo. Nhung đỏ kèm size. Rồi Hương Lê, sọc xét chị Hương Lê một áo. Rồi mã Nhung đỏ kèm size cho em rồi nhá. Nhung đỏ kèm size cho em nhá, đẹp chưa. S, M, L, XL, 2XL. Còn size gì chốt size đỏ cho chị nhá. Sọc xét, còn không ta em xem. Bé xem cái sọc nó còn mấy áo. Rồi lên giúp em mọi người nhá, Nhung đỏ kèm size. Nhung đỏ kèm size. Con đó hả, để em xem nhá. Sọc sọc cái kìa, bên kia, bên kia. Đó, bên cuối cùng. Ở dưới cùng á, còn mấy áo. Còn một áo size S thôi đúng không? 2X hả? Quá, sọc size S em hết mất rồi các chị ơi. Sọc size S hết rồi, sọc em còn 2XL thôi. Sọc em còn 2XL thôi ạ. Sọc size S em hết nhá. Thanh Bình để từ từ em lên cho nhá. Rồi Nhung đỏ kèm size đi các chị ơi. Nhung đỏ kèm size 159k một áo cho em nhá. Nhung đỏ kèm size. Em báo là có đủ size rồi chị Hiên Hoàng ơi. Em báo là có đủ size nhá. Các chị mặc size nào thì chốt size đó cho em ạ. Rồi Nhung đỏ size L Xuân Hồ. Em báo là có đủ size rồi mà các chị ơi. Có đủ size, mặc size nào chốt size đó cho em nhá. Cái gì? Không có, hết rồi. Rồi chị Trang Võ. Rồi Nhung đỏ size L Xuân Hồ. Cái đó chốt cho chị in đầu tiên á. Rồi Nhung đỏ size L. Em chốt chị Hân Cao rồi nhá. Sọc 2XL Phạm Hường. Sọc 2XL Phạm Hường 79k. Rồi Nhung đỏ 1XL Phúc Hồng. Ngọc Lai lên số đi ạ. Nhung đỏ xanh cô ban 2XL Ngọc Lai lên số. Size gì ta? Size gì ta? Nhung đỏ size XL. Nhung đỏ XL đây. XL. Nhung đỏ size L Huyền Nguyễn. Nhung đỏ size L Huyền Nguyễn 585 à. Huyền Nguyễn hả? Hỏi cho chị cái, chị Nhung Huyền Nguyễn, hỏi chị Minh dùm chị cái. Size L Huyền Nguyễn này. Phạm Hường. Rồi ok. XL còn một con XL của chị nào đây. XL này, đây XL đây. XL Phúc Hồng. Rồi Nhung đỏ chốt hàng kèm số đi Ngọc Lai ơi. Kèm số cho em cho chị Ngọc Lai nhá. Rồi 2XL Nhung đỏ. 2XL Nhung đỏ, cái này 2XB nhá. 2XL Nhung đỏ này và cô ban. Và cô ban 2XL của chị Ngọc Lai. Cô ban 2XL của chị Ngọc Lai. Hay cái này của chị Ngọc Lai. Rồi có Nhung đỏ size L hả? Huỳnh Mỹ hả?
đếm xem còn không. Số đuôi. Chị Yên, chị đưa cho em rồi mà. 858. 858. Chốt không? Không. Không chốt đúng không? Rồi Nhung đỏ xa lờ. Khách mời đúng không? Ừ. Cô ba đích lờ hơn cao. Nhung đỏ em còn SM thôi ạ. Nhung đỏ em còn S thôi mọi người ơi. Nhung đỏ em còn S thôi. Cô ba đích lờ chị hơn cao. Đó có đổi. Cái này 2XL bày nhá. Cái này 2XL của chị Ngọc Lai, hai cái này. Cái này của chị hơn cao. Nhung đỏ sẽ chị Hoàng Uyên. Nhung đỏ sẽ chị Hoàng Uyên Uyên. Rồi Nhung đỏ em còn 1S thôi. 159.000 nhá. Nhung là 159. Nhung là 159k. Em còn size S. Em còn một áo size S thôi nhá. Rồi em lên cho chị một con xanh ngọc. Nhung xanh ngọc cái chị ơi, đẹp chưa? Màu xanh ngọc kèm size. Xanh ngọc kèm size 159k. 159k. Chắc là chú Lút. Chú Lút hả? Chú Lút hả? Chú Lút hả? Rồi xanh ngọc kèm size. Hết trường ấy. Đi đi con, đi đi bé. Rồi lên cho là mã xanh ngọc kèm size SML XL 2XL Spain nha. SML XL 2XL Spain nha. SML XL 2XL cho em. Nhung đỏ chiều Hoàng Uyên em chốt chỉ size S rồi. Em còn một con size S luôn. Hả? Có áo khoác, có áo khoác. Rồi xanh ngọc kèm size. Xanh ngọc kèm size. Dạ. Mẹ không gì. Như vậy có điện thoại cho nào. Vì cái mặt này quý. Các mẹ lên các mẹ. Lên mẹ để vịt mà lên các mẹ. Xanh ngọc L XL chỉ hơn cao. Xanh ngọc L XL chỉ hơn cao đấy các mẹ lên đấy. Ba nó hay là Lút ấy? À, nói là nó không về. Nói lên mẹ để vịt mà lên mẹ. Rồi LXL chỉ hơn cao này. Quần chốt sau like. Nguyễn Tư chỉ lấy 5 quần đen mà size gì comment đi chị ơi. Lấy 5 quần đen size gì comment. Thấy cái này của hơn cao. Mà không chịu về. Nguyễn Tư comment size cho em đi chị ơi. Hai cái đó của hơn cao. Cái này của Uyên. Cái này của Hoàng Uyên. Cái này của chị gì đó Ngọc Lai á. Hơn cao, hơn cao. Cái này của hơn cao luôn. Rồi lên giúp em nha, mã xanh ngọc kèm size. Xanh ngọc kèm size thuyền thoại cả nặng như vậy. Lên mẹ cái gì đó. Hàn ông chịu thôi. Rồi xanh ngọc size M Huỳnh Thị Châu. Xanh ngọc size M Huỳnh Thị Châu. Xanh ngọc size M Huỳnh Thị Châu nha. Xanh ngọc size M Huỳnh Thị Châu. Rồi. Ba quần đen size M nó không thích ở với bà nội. Ba quần, hai quần đen size M, ba quần đen size L Nguyễn Tư. Dạ đó ok. Lên cho là mã xanh ngọc kèm size Hằng Nhung. Xanh ngọc kèm size màu này mặc lên rất là sáng da cho em người nhá. SML XL 2XL cho em. SML XL 2XL và 3XL giúp em nha. 3XL và chị chốt 2XL cũng được nhá. 159.000. 159k giúp em nhá. 159k. 159.000 lên cho em là mã xanh ngọc kèm size quần 60 một quần các chị nha. Quần là 60 một quần nhá. Xanh ngọc kèm size cho em các chị nha. Xanh ngọc kèm size, quần là 60.000 một quần. Quần là 60.000 một quần nhá các chị gái nhá. Rồi gấm đỏ em còn size S này. Gấm đỏ em còn size S mọi người nhá. Gấm đỏ em còn size S nha. Gấm đỏ em còn size S này. 40-48 cân eo 68 quay đầu. 40-48 cân. Cô ban size M luôn hả? Huỳnh Thị Châu lấy xanh ngọc size M, cô ban size M. Thấy chị Nguyễn Thu nhưng mà đâu có thấy chị chốt đâu ạ. Thấy chị Nguyễn Thu mà không thấy chị chốt nha. Cái chị chốt thì em mới nhìn thấy, mới đọc tên cái chị được. Cô ban em không biết còn M hay không đây. Rồi cô ban size M của chị Huỳnh Thị Châu luôn, dồn đơn. Rồi gấm đỏ size S cho em 89k. Gấm đỏ size S 89.000 size S nha. 40-48 cân eo 68 quay đầu cho em ạ. Gấm đỏ size S 89k. Xanh coban XL hả? Xanh coban XL này. Trâm Nguyễn lên số chị ơi. Em còn một con XL. Trâm Nguyễn lên số cho em chị Trâm Nguyễn nhá. Lên số đi ạ. Gấm đỏ size S Phương Thảo Đào một áo này. Gấm đỏ size S Phương Thảo Đào một áo này. Xanh ngọc size M size L độ hạ rồi ok. Trâm Nguyễn lên số. Trâm Nguyễn lên số. Xanh ngọc size M size L độ hạ nhá. Size M size L của chị Đỗ Hạ nha.
Rồi chấm bài tương tác bài like cho em nhá. Size M, size L của chị Đỗ Hạ. Xanh Ngọc nè. Size đâu rồi? Size M đây. Size M. Size M này, size L, size L của chị Đỗ Hạ, size M, size L Đỗ Hạ. Trâm Nguyễn này. Trâm Nguyễn này, cô 3XL chị Trâm Nguyễn này. Cô 3XL chị Trâm Nguyễn nhá. Cô 3 em còn size 3XL nữa chị ơi. Cô 3 em còn size 3XL nhá. Chị nào 3XL chốt mã cô 3. Cô 3 3XL cho em 159.000. Cô 3 3XL 159. Em ơi chỉ còn một đơn áo. Chị ơi cái đó chị báo nhân viên giúp em với. Chứ đơn hàng của chị em không có làm đơn, em không có biết được á. Báo nhân viên cho em với nhá. Xanh cô 3 em hết L rồi. Em còn 3X thôi. Em còn 3X thôi nha. Em còn nhung hồng với chị ơi. Em còn nhung hồng nhá. Nhung hồng em còn size M này. Nhung hồng em còn size M L. M L XL này. M L XL 2X. Nhung hồng kèm size. Ngấm đó em không có L. Rồi nhung hồng kèm size cho em nha. M L XL 2XL. M L XL 2XL giúp em nhá. Nhung hồng kèm size. Nhung hồng kèm size 159k một áo cho em nhá. 159.000. Nhung hồng kèm size chất nhung tuyết cho em mọi người nhá. Còn size M, cô ba còn size S không? Hết rồi. Hết size S rồi. Rồi nhung xanh ngọc size L. Quần XL, cô ba 3XL. Phan Lệ Chi. Quần chốt sau like nhá. Quần chốt sau like khi nào nhân viên gọi đơn nha. Ờ cái gì ta? Nhung ngọc size L. Bộ bên này này, bộ bên này này. Nhung ngọc size L. Nhung ngọc size L. Còn không. Nhung ngọc size L. Cô ban 3XL trước này. Cô ban 3XL cái đó không phải L. Nhung ngọc size L. Chị Nhung xem có L không? Trên nhà biết còn không? Size L hả? Ừ. Để bill đó. Rồi hồng. Hồng size L ngọc trang. Hồng trên nhà này có không bé? Hồng size L ngọc trang. Hồng size L mang cái đỏ đô xuống luôn nha. Hồng size L ngọc trang. Hồng chị Hân Cao ơi, em còn 1x2 có được không? Em còn 1x2XL được không chị Hân Cao ơi? Em còn M 1XL 2XL này, chị Hân Cao có lấy không ạ? Lấy không ok em nha chị nha. Chị Ngọc Trang ơi, em chốt chị Hồng size L rồi nha. Quần cái chị chốt sau like cho em với. Quần chốt sau like nha. Chị quần chốt sau like nha. 60 một quần nhá, chốt sau like nha. Rồi cô ban 3XL em hết rồi. Cô ban 3XL để em xem còn nữa không em chốt nhá. Các chị cứ lên số đi. Cứ lên số đi mọi người ơi. Cứ lên số. Có là em chốt. Có là em chốt mọi người nhá. Cứ lên số cho em nhá. Rồi em lên cho chị bộ váy vàng 2XL này. Bộ váy vàng 2XL cho em nha. Hết cô ban rồi hả? Rồi ok. Em chốt chị 1X2XL nha chị Hân, à, Hân Cao nha. 1X2XL của chị Hân Cao này. Hai cái này của chị Hân Cao. Cái đó của chị Sa Ngọc hết luôn rồi hả? Sai gì ta? Thanh Ngọc L. Phan Lệ Chi. Màu hồng chị ít nữa. Thanh Ngọc L. Phan Lệ Chi. Phan L. Chị Phan Lệ Chi ơi, Sai Ngọc em hết L rồi chị nha. Sai Ngọc em hết L rồi. Sai Ngọc em hết L rồi. Em còn sai to thôi. Sai Ngọc em hết L rồi, em còn sai to nha. Rồi bộ váy vàng nhá, quần chốt sau like nhá. Quần chốt sau like mọi người nhá, quần chốt sau like. Nhung đỏ có, để em lên cho. Bộ váy vàng chị nhá, bộ váy vàng size 2XL. Bộ váy vàng 2XL 139k, 149k. Bộ váy vàng 2XL 149, chị đó 2XL chốt nha. 60, 65, cân eo 85, hết size cô ban rồi các chị ơi. Hết size cô ban rồi. Tìm 3XL cho chị màu tối, dạ rồi ok ạ. Chốt comment cho được bộ váy vàng 2XL cho em 149k. Bộ váy vàng 2XL 149. 60-65 cân eo 85 quay đầu cho em nha. Bộ váy vàng 2XL 149k. Bộ váy vàng 2XL cho em nhá. 149k cho em nha. Thơm Nguyễn lên số đi ạ. Thơm Nguyễn lên số điện thoại cho em nhá. Em có đạo đô các chị này. Đạo đô kèm size. Thơm Nguyễn lên số nhá. Đạo đô kèm size các chị này. Màu này màu đạo đô. Màu này màu đỏ đô cho em nhá. Xanh ngọc 54 cứ ký còn không. Eo bao nhiêu chị Hằng Nguyễn ơi, comment eo cho em nhá. Rồi đỏ đô kèm size. Đỏ đô kèm size S, M, L, XL, 2XL, 3XL 159k nhung.
Đỏ đô kèm size cho em nhá. Đỏ đô kèm size S, M, L, XL, 2XL và 3XL giúp em nha. Đỏ đô kèm size cho em nhá. Hằng Nguyễn ơi, chị cao bao nhiêu comment vòng eo giúp em nha. L86 mặc 2XL như chị Kim Mai Huỳnh nhá. L86 mặc 2XL cho em nhá. Rồi mã đỏ đô kèm size đi. Đỏ đô kèm size cho em người nhá. Đỏ đô kèm size S, M, L, XL, 2XL và 3XL. Em không có nhiều đâu. Em không có nhiều nên chị bảo ôm chốt nha. Đỏ đô size L Ngọc Trang. Đỏ đô size L Ngọc Trang này. Đỏ đô này, L, XL, 2XL hơn cao. Linh Mùi kèm số đi, các chị kèm luôn số cho em đi ạ. L, XL hơn cao khách cũ. L, XL, 2XL hơn cao. L, XL, 2XL hơn cao. Thơm Nguyễn, các chị ơi kèm cả số để mà chốt đi mọi người ơi. L68 mặc size S thôi. Các chị ơi em không có đổi qua đổi lại, không có đổi qua đổi lại tại vì em đã không có size để mà chốt rồi nên là không có đổi qua đổi lại nhá. Các chị nào không có số bỏ qua nhá. Đỏ đô XL của chị Trâm Nguyễn, mã kèm size kèm số trên cùng một dòng cho dễ đấy các chị ơi. Đỏ đô XL Trâm Nguyễn. Ôi. Đỏ đô XL Trâm Nguyễn chị hả? Đỏ đô XL Trâm Nguyễn. XL Trâm Nguyễn. Các chị kèm mã kèm số điện thoại trên cùng một dòng đi ạ. Phan Lệ Chi size L. Đỏ đô 2XL đổ nền. 2XL đổ nền em kiếm cho chị với. Kiếm cho chị với XL của ai đây? Của chị Trâm Nguyễn XL này. Trâm Nguyễn XL. Đỏ đô 2XL Kim Mai Huỳnh. Đỏ đô 2XL L68 mang xe S. Đỏ đô 2XL Kim Mai Huỳnh. 2XL Kim Mai Huỳnh còn thiếu size gì nữa bé? Thiếu size L. Đây size L đây. Đây size L. Kèm mã kèm size kèm số điện thoại trên cùng một dòng. Đỏ đô L88 Quỳnh Hương. Đỏ đô L88 chị Quỳnh Hương. L88 của chị Quỳnh Hương. Đỏ đô kèm size cho em nhá. Đỏ đô kèm size người nha. Đỏ đô L88 này. Đỏ đô size M này. L88 em không biết còn không. L này. S. Đỏ đô L88 size M. S này. L88 đây của chị Quỳnh gì đó này. Quỳnh Hương. Em không có đổi qua đổi lại với chị nha. Đỏ đô size L Hiện Nguyễn. Đỏ đô size L Hiện Nguyễn. Đỏ đô size L Hiện Nguyễn. Em đây sao. Đỏ đô size L Hiện Nguyễn. Đỏ đô size L biết còn không các chị ơi. Em đây Huy. Đỏ đô size L Phan Lệ Chi. Đỏ đô size L Phan Lệ Chi. Đỏ đô size M nỗi đau ngọt ngào. Lấy thêm. Đỏ đô size M nỗi đau ngọt ngào size M nhá. Đỏ đô XL Vũ Ngọc. Đỏ đô XL Vũ Ngọc. Em còn size gì em chốt size đó chị nhá. Đỏ đô XL chị Vũ Ngọc nha. Đỏ đô XL Vũ Ngọc. Đỏ đô 2XL. Đỏ đô L96 em hết rồi. Chị size L Linh Bùi. Size L không có số nên không có đơn nha. Đỏ đô size L ML mặc vừa chị nhá. Khỏi gần đổi size luôn. Đỏ đô size M size L Đinh Thị Phương Dung ML mặc vừa. Đinh Thị Phương Dung. Rồi đỏ đô Linh Bùi này. ML mặc vừa. Linh Bùi. ML mặc vừa. ML mặc vừa Linh Bùi nhá. Đỏ đô này. Đỏ đô size M Trúc Linh Trinh. Đỏ đô size M Trúc Linh Trinh. Em không có để mà đổi đâu các chị ơi nên là đừng có đổi nhá. Đỏ đô size M Trúc Linh Trinh. Cái này size M bé nhá. Này size M Trúc Linh Trinh. Trúc Linh Trinh nhá. Rồi đỏ đô ạ, à, XL em hết rồi. Đỏ đô XL em hết. Đỏ đô em còn XL các chị ơi. Đỏ đô 2XL Nguyễn Lạc. 1X2XL mặc vừa Nguyễn Lạc nhá. 1X2XL mặc vừa Nguyễn Lạc. Nguyễn Lạc, cái này của Nguyễn Lạc. Có bán quần nhá, 6.000 một quần. Khi nào nhân viên em chốt rồi nhá, chị Linh Bùi nhá. Khi nào nhân viên gọi điện chốt đơn á. Chị nào em có đọc tên là chị có đỏ có đơn nhá. Rồi đỏ đô em còn size S, size M mặc vừa thôi. Đỏ đô em còn size S nhá, nhưng mà SM mặc vừa nhá. Đỏ đô em còn size S nhá, mà SM mặc vừa. Chốt comment cho em nhá. Đỏ đô còn những thương lượng play size. Rồi đỏ đô size M. Bạn Nguyễn lên số. Ôi đợi xíu. Đỏ đô L76 em hết rồi. Đỏ đô size M. Hằng Nguyễn lên số đi ạ.
cho hàng kèm số cho em nhá. SM mặc vừa. SM mặc vừa cho em đặt đô 2 cái lớn hết rồi. Đặt đô 2 cái lớn hết rồi nhá. Đặt đô 2 cái lớn hết rồi. Đặt đô 2 cái lớn hết rồi nhá. Hai cái này, cái này chốt hết rồi nhá. Rồi. Em hết rồi mọi người ơi. Hàng Nguyễn Thập Tâm cho hàng kèm số. Thập Tâm cho hàng kèm số điện thoại cho em nhá. Vẫn vàng xa ép. Linh Bùi có chưa? Linh Bùi là cái này. Ừ, ML mặc vừa. Rồi của Nguyễn Lặng. Nguyễn Lặng lấy cái L đó. Nguyễn Thái Phần mặc vừa. Nguyễn Lặng. Cái này đây. Là Nguyễn Lặng. Đinh Thị Phương Dung có chưa? Đinh Thị Phương Dung chị in rồi á. Ừ, ML mặc vừa. Nở đây nha. Gấm vàng xa ép. Gấm vàng size S nha. Dạ bên em gọi điện chốt đơn nha. Gấm vàng size S 89k. Gấm vàng size S 89k. Quên gì bấm luôn. Gấm vàng size S 89.000. Gấm vàng size S 89k chị nào sạch đẳng. Gấm vàng size S 89k. Đừng có nghịch. Gấm vàng size S 89k. Không rồi mẹ kêu cậu chú qua đón đấy. Rồi size M Hằng Nguyễn. Size M Hằng Nguyễn SM mặc vừa nhá. SM mặc vừa cái này của Hằng Nguyễn. Rồi chốt comment giúp em con này mọi người nhá. Lên giúp em nhá. Gấm vàng size S 89k. Gấm vàng size S 89.000. Gấm vàng size S 89k giúp em nhá. Gấm vàng nha. Gấm vàng size S 89k. Gấm vàng size S 89.000. Chị đó sai gì? Lỡ hả? Chị chốt hết rồi đó nha. Còn hai cái nha. Gấm vàng size S. Đỏ đô L 68 Hà Thu. Đỏ đô L 68 Hà Thu. Cái này. Rồi gấm vàng sẽ 89k. Gấm vàng sẽ 89k. Gấm vàng sẽ 89k. Hoa xanh sẽ này. Hoa xanh sẽ 89k. Mẹ Bì ơi, cái này ếp ba. Chị chả ếp sao cái ếp ba. Không có đâu. Cái đó là sai gì á? Size M hả? Size M là Nhung đỏ đô size M Trúc Linh Trinh rồi chưa? Trúc Linh Trinh rồi. Rồi à, quần chốt sau like mọi người nhá. Size M của chị nào đây? Em chốt chưa? Ý là em chốt chưa ạ? Bấm chưa? Chấm đi, bấm cho chị ấy đi. Rồi lên cho em nha, hoa xanh sẽ 89k Phương Thảo Đào. Hoa xanh sẽ 89k Phương Thảo Đào. Con còn đi Nguyễn Thơm còn có đó, lên số cho em nha. Hoa xanh 89k em hết rồi. Để em xem còn không, hình như em còn một con á. Hình như em còn một con. Rồi hoa xanh em tạm thời hết đi. Chốt con này cho em đi mọi người ơi, hoa vàng đi ạ. Hoa vàng sẽ 89k. Hoa vàng size S 89k người nhá. Hoa vàng size S 89k. 40-48 cân L 68 quay đầu cho em nhá. Hoa vàng size S 89.000. Hoa vàng size S 89k. 40-48 cân L 68 quay đầu cho em nhá. Hoa vàng size S 89k. Chị nào size S chốt mọi người nha. 40-48 cân L 68 quay đầu. Hoa vàng size S 89.000. Hoa vàng size S 89k giúp em nhá. Hoa vàng. Hoa vàng size S 89k. Hoa vàng size S mọi người 89k. Em còn nhung vàng cổ cao á mọi người ơi. Em có S này. Em có S này, chung là hàng nhung á, em không có size để mà đổi đâu. Đây là vần giữ nguyên không có đổi nhá chị gái nhá. Hoa vàng, vi lê lên lại số cho em chị ơi. Vi lê lên lại số cho em chị nha. Rồi S này, M này. S M này. S M này 2L. Áo nhung ạ, 159k chị nhá. Áo nhung 159k. SML này. Ít lắm, hàng nhung có ít lắm. SML. SML XL 2XL này. SML này. XL. XL này. SML XL 2XL này. SML. Rồi hoa vàng vi lê 89k. To rồi bên đó. Rồi, nhung vàng kèm size. Nhung vàng kèm size cho em nhá. Nhung vàng kèm size.
Chị nào mà chốt áo từ 450 đổ lên, ngày mai phải cầu cạc hoặc chuyển khoản em mới đi đơn. Nhung vàng kèm size 159k đẹp chưa? 159k, nhung vàng LXL chị Hân cao. LXL chị Hân cao. Rồi nhung vàng kèm size, em hết rồi chị Nguyễn Thơm ơi, em hết rồi. Nhung xanh cô ban em hết rồi, váy vàng chị có lấy không thì ok em một tiền nhá. Rồi nhung vàng kèm size hả? Cái lê hoa hoa vàng á, cái xanh hoa vàng á. 89 ngàn á. Rồi lên cho em mọi người nhá, chốt comment cho em nhung vàng kèm size SMLXL 2KL cho em nhá. SMLXL 2KL cho em nhung vàng kèm size 159 ngàn một áo. 159k một áo giúp em nhá, 159k. Nhung vàng size L chị Ngọc Trang luôn. Ngọc Trang đơn nhiều ngày mai cọc chị nhá. Ngọc Trang đơn nhiều ngày mai cọc cạc hoặc chuyển khoản em mới đi đơn nha. Trần Phương Bắc lên số đi ạ. Nhung vàng size L Trần Phương Bắc lên số. Ngọc Trang dồn đơn này. Trần Phương Bắc lên số cho em chị ơi. Kèm số điện thoại cho em nhá. Nhung vàng L80 Hà Nguyễn. Nhung vàng L80 Hà Nguyễn. L80 cho Hà Nguyễn. Rồi nhung vàng size S Vi Lê. Nhung vàng size S Vi Lê. Này size S của chị Vi Lê. Thân cao hai áo đi nhá. Chị quấn vô hai áo LXL đấy ạ. Rồi nhung vàng kèm size kèm số. Trần Phương Bắc kèm số chị ơi. Kèm số điện thoại cho em nha. Nhung vàng kèm size kèm số cho em nhá. 159 ngàn. 159k. Nhung vàng kèm size toàn là không đủ đơn thôi mà. Nhung vàng kèm size cho em nhá. Rồi nhung Phương Bắc size L ok ạ. Size L. Nói chung là size M size L mặc vừa nha mọi người nha. Hàng nhung là co giãn. Rồi của chị Phương Bắc này. Đó của Phương Bắc. Cái này là size gì đây? Cái này là size S của Vi Lê dồn đơn này. Nhung vàng kèm size, chị chuyển khoản rồi nha. Chị Nguyễn Thắm ơi, chị báo người làm đơn giúp em nha. Rồi nhung vàng 2KL. 2KL là L85 độ về chị nha. 2X3XL mặc vừa nha, chị Trang Phùng nha. Rồi chốt comment cho em nha. Nhung vàng kèm size, Trang Phùng và chốt thì comment cho em nha. Nhung vàng kèm size, kèm số điện thoại cho em 159k. Nhung vàng kèm size, kèm số cho em nha. 159k giúp em nha. 159 ngàn. Nhung vàng kèm size, kèm số cho em vừa nha. Đạo đô hả? Trời ơi, mình không có đủ để mà chốt hồi nãy. Bao nhiêu? Cổ cao hả? Vứt vứt qua đây đi. Vứt qua đây đi. Từ từ. Lấy hết luôn, chị phải bảo lấy hết xuống. Đây đạo đô em còn nè, trời ơi đạo đô cổ cao. Em còn, hồi nãy chị nào mà em chưa có đọc tên chốt lại cho em với. Đạo đô kèm size. Đạo đô kèm size. Chị cọc 100 rồi em kiểm tra dùm chị Tư Nguyễn. Rồi rồi. Dạ rồi ok. Ở đây hôm nay có đơn luôn. Rồi lên giúp em nhá, tối nay có luôn. Đạo đô kèm size mọi người ơi. Chị nào hồi nãy em chưa có đọc tên cái chị chốt lại cho em nha. 159k đạo đô kèm size. Đạo đô kèm size SML, XL2, XL3, XL. Hồi nãy chị nào em chưa có đọc tên nhá, các chị chốt lại cho em người nha. Mã đạo đô kèm size cho em nhá. Đạo đô kèm size. Đạo đô kèm size, chị nào muốn lấy thêm thì báo em lấy thêm nhá. 159 ngàn. 159k. Đạo đô size L Hồ Thị Mỹ Liên. Đạo đô size L Hồ Thị Mỹ Liên. Đây. Rồi. Các chị ơi, em báo không có đổi qua đổi lại các chị ơi. Rồi rất là rắc rồi luôn. Em không có đổi qua đổi lại nha các chị gái nha. Người chốt không được người đổi qua đổi lại em không đổi đâu. Đạo đô size L Trần Phương Bắc. Đạo đô size L Trần Phương Bắc. Em không có đổi qua đổi lại em nói rồi. Kiếm cho bé, kiếm size L đi. Đạo đô size L Trần Phương Bắc. Đạo đô size L Trần Phương Bắc. Đạo đô size M Nguyễn Phương. Đạo đô XL Hà Nguyễn dồn đơn. XL của này của chị Hà Nguyễn dồn đơn này. Có size L chưa? Này XL. Size L. Size L của Phương Bắc. Ở trên nhà đạo đô cổ cao có không? Size L đây đấy. Size L của Phương Bắc này. Rồi đạo đô kèm size đi chị Đan Thanh ơi. Đổ nền. Đạo đô size S của Vi Lê. Size S có chưa bé? Size S đây, Vi Lê. Đạo đô size S của Vi Lê. Hai áo đạo đô L80 hiện hồng hả? XL, hai áo XL. XL. Hai áo XL hiện hồng. XL một áo đi. XL một áo.
Bỏ đô cổ cao để cỏ lắm. Cái lỗ hai áo bỏ đô của chị Hiển thì đó. Hiển, Hiển Hồng. Em không có sai để đổi đâu chị ơi. Em không có sai để đổi cho chị đâu ạ. Bỏ Hà Thu nè bé. Đổi cổ cao này. Vứt cái cổ tròn. Thật sự kiếm đơn rất là rắc rối luôn đó các chị ơi. Chị nào mà đổi nữa em xả đơn luôn chứ em không đổi đâu. Chốt cái nào chốt chắc không có phải thấy cái sao đẹp mà chị đổi qua đâu mọi người ơi. Người chốt cũng rất là cực luôn mà em đi kiếm bao. Các bạn chốt đi kiếm bao chị cũng rất là cực luôn á. Bỏ đô em còn, bỏ đô L82 hả? Bỏ đô L82 hết rồi. Hết rồi các chị ơi, hết rồi. Bỏ đô hiện tại em còn SM. Bỏ đô hiện tại em còn S còn M thôi. Còn S còn M thôi nhá. Em hết rồi các chị ơi. Hai cái lời là L85, L90 mặc vừa hàng nhung. Chị Trang Phùng em có trả lời chị rồi nha. Em thấy chị Trang Phùng em trả lời chị hai lần rồi. Hả? Không phải. Chị in rồi á. Hai cái 2L của Hiển Hồng. Hai cái 2L của Hiển Hồng. Size M của chị Nguyễn Phương. Size M của Hà Thu đổi á. Đổi cái hồi nãy á. Rồi nha, chấm bài lên giúp em mọi người nhá. Chấm bài. Hồng Hà 997. Bư ông. Cái tài chí. Đỏ đô sẽ hoa đinh lên số. Bạn soạn cho mình soạn sai cái màu rêu kia đi. Hoa đinh lên số. Hoa đinh lên số chị ơi. Đỏ đô size M cương đoàn. Đỏ đô size M cương đoàn. Size M cương đoàn. Hoa đinh lên số đi. 159.000 một áo. Lên số cho em đi các chị ơi. Chốt hàng kèm luôn số nhá. Có đơn nha mọi người ơi. Kèm luôn số điện thoại cho em nhá. Em báo rồi em không có sai để đổi các chị ơi. Em hết sai rồi. Hiện tại hàng nhung em còn size S, size M thôi. Bỏ đô XL em hết rồi nha chị Đan Thanh nha. Em hết XL rồi. Chị chốt đầu tiên mà chị không lên size nên cuối cùng nó không còn nữa luôn. Ý là soạn soạn từng cái M, M riêng. Soạn để M một nơi, L một nơi á. Rồi size M con này 48 em thấy số chị Hiển Hồng nha. Không có size để đổi đâu các chị nha. Bỏ đô hiện tại em còn size M thôi, SM thôi. Không có sai để mà đổi đâu. Em báo không có đổi qua đổi lại được nhá. Rồi em thấy số chị Hoa Đinh. Đỏ đô sẽ S của chị Hoa Đinh nhá. Người chốt các bạn ấy rất là cực luôn đấy các bạn ạ. Các chị ơi. Nên là không có đổi qua đổi lại nhá. Rồi 4 tà. 4 tà. Đỏ đô sai M chị Phạm Phượng. Đỏ đô sai M chị Phạm Phượng. Dạ. Dạ. Cô cụ cứ đang cầm đi lên phó nè. Rồi 4 tà size M cho em nhá. 4 tà size M89K đẹp chưa? 4 tà size M89K. 4 tà size M89K 50 cân độ là L72. Đỏ đô size M Nguyễn Lài. Đỏ đô size M Nguyễn Lài. Đỏ đô hiện tại em còn S thôi. Đỏ đô hiện tại em còn sẽ S thôi là em hết nhá. Rồi lên cho em nhá. 4 tà nha mọi người nhá. 4 tà. 4 tà size M89K. 4 tà size M89K giúp em nhá. Xong chưa? 4 tà size M89K. Đưa một cái size S trước. Size M. Cổ cao em nhá. Cổ cao các chị ơi. Rồi lên cho chị rêu có size gì? ML XL 2X. L73 mặc size M nha chị Phùng Thị Toàn nhá. Rồi con này cho em nhá, mã rêu kèm size. Rêu kèm size ML XL 2XL cho em nhá, 3XL. ML XL 2XL và 3XL cho em nhá. Lên cho em là mã rêu kèm size. Rêu kèm size cổ tròn cho em nhá chị gái nhá. Rêu kèm size giúp em nhá. Mã rêu kèm size 159k. Rêu kèm size 159k giúp em nhá chị gái nhá. Rêu kèm size 159.000. Rồi SML XL 2XL và 3XL luôn. Mã rêu kèm size giúp em nhá chị gái nhá. Rêu kèm size cho em nhá. 159 ngàn cho em nhá. 159k. Lên cho em là mã rêu kèm size. Màu rêu có cổ hả? Để tớm lên nhá chị gái nhá. Có cổ em có luôn. Có cổ cao luôn mọi người nhá. Có cổ cao luôn. Các chị comment cho em là rêu cổ tròn hoặc cổ cao đi. Rêu cổ tròn hoặc cổ cao mọi người nhá. Kèm size.
Rêu cổ tròn hoặc cổ cao kèm số kèm size. Đó, rêu cổ tròn hoặc cổ cao cho em mọi người nhá. Cổ tròn hoặc cổ cao đi. Comment lại cho em nhá, cổ tròn hoặc cổ cao 159.000 cho em nhá. Kèm mã, kèm size, kèm số điện thoại cho em. Rêu cổ cao hoặc rêu cổ tròn kèm size, kèm số mọi người nhá. 159k giúp em nhá. Rêu cổ cao XL chỉ Trâm Nguyễn. Rêu cổ cao XL chỉ Trâm Nguyễn. Dồn đơn. Rồi rêu cổ tròn hoặc cổ cao cho em người nhá, 159.000. Rêu cổ tròn size L cho hơn cao. Rêu cổ tròn size L cho hơn cao. Size L cho hơn cao. Rồi rêu cổ tròn 2XL đổ nền dồn đơn. Chốt hàng chốt chắc chắn cho em người nhá. 2XL đổ nền dồn đơn. 2XL đổ nền dồn đơn. Đây. L cho hơn cao, 2XL đổ nền. Rêu cổ tròn XL diễm Trang Nguyên. XL diễm Trang Nguyên. Mấy chị nào mà chốt hàng nhung cọc cho em nha. Cái này của diễm Trang Nguyên. L95 4XL nha. Em không có. Đây, có kìa. Rồi lên giúp em mọi người nha. Chốt comment giúp em nha. Rêu kèm bông nhịp làm nhịp rõ cho 6 chữ. Rồi rêu cổ tròn hoặc cổ cao. Tôi nhìn tôi không thừa. Rêu cổ tròn hoặc cổ cao 159k. Màu vàng nhung 2XL lấy chị. Ok chị Trang Phùng. Chị phải chốt như vậy cho chị cứ eo bao nhiêu em đã trả lời cho chị rồi thì em chẳng biết được, em chốt luôn. Nhung vàng 2XL Trang Phùng. Đây 2XL Trang Phùng. L88. Chị lấy cổ tròn hay cổ cao chị Quỳnh Hương ơi. Soạn đi cứ soạn sai đi, không gấp cũng được. Rồi nha. Cái này của chị à. Chị gì ta Nga Phùng, Trang Phùng à? Trang Phùng. Rồi nhá, chấm bài lên giúp em mọi người nhá. Chấm bài lên giúp em nha. Chấm tương tác bài like cho em vừa nhá. Chị nào chốt hàng nhung từ 2-3 áo là ngày mai các chị phải cọc cho em vừa nhá. Phải cọc hoặc là chuyển khoản em mới đi đơn. Gấm vàng size M các chị này, gấm vàng size M 50k độ là L72 giúp em nha. Gấm vàng size M 89k. 50k độ là L72 mặc đẹp giúp em nha. Gấm vàng size M 89.000. Gấm vàng size M 89k. Chị nào 50k độ là L72 em báo giá trên từng con nhá. 50k độ là L72 mặc vừa giúp em nha. Gấm vàng size M 89k. Quần chốt sau like 60.000 một quần cho em nhá các chị gái nhá. Gấm vàng size M 89k. Gấm vàng size M 89k. 50k độ là L72 mặc đẹp giúp em nha. Gấm vàng size M 89k giúp em nha. Gấm vàng size M 89k. Vậy dồn đơn nha, trước sau hai mẫu cổ tròn nha. Là cái gì chị Trang Phùng ơi, là cái gì? Chốt comment giúp em mọi người nha. Chốt comment gấm vàng size M. Gấm vàng size M cho em nha. Rêu cổ tròn size M Phùng Thị Toàn. Đây. Rêu cổ tròn size M Phùng Thị Toàn 159. L88 là 3XL chị Quỳnh Hương nha. Mà hàng nhung thì cho chốt 2XL cũng được. Còn hàng bình thường là chỉ phải chốt 3X nha. Tại vì hàng nhung là nó co giãn nha. Hàng nhung là nó co giãn hơn hàng bình thường nha chị gái nhá. Rồi đây, quần cái chị sau like vừa nhá. Chốt sau like cho em nhá. Cách tân em có bộ thôi. Cách tân em có bộ thôi các chị ơi. Cách tân em có bộ thôi nha. Bộ tím này. Bộ tím em còn L 2XL này. Bộ váy tím nha chị này. Bộ váy tím em còn L và 2XL nhá. L là 50-55 cân L76 điện thoại giúp em nha. Cái gì ta? L là 50-55 cân L76. Không có nhung tay bồng chị nhá. Ê, vô lầm thừa. Bộ váy tím kèm size L hoặc 2XL. Bộ váy tím kèm size L hoặc 2XL giúp em nhá. Bộ váy tím kèm size L hoặc 2XL cho em 149k. 149k giúp em nhá. Bộ váy tím kèm size L hoặc 2XL. L là 50-55 cân L76 cho em nhá. 2XL là 60-65 cân L85. Bộ váy tím kèm size cho em nhá. Bộ váy tím kèm size L hoặc 2XL 149k. Không có nhung tay bồng các chị nhá. Bộ váy tím kèm size. Bộ váy tím kèm size giúp em mọi người nhá. L. Hồi tối chị chốt bộ xanh đó. Hồi tối nào chị Trang Phùng ơi. Hồi tối nào, đơn tối hôm qua bên em là có gọi điện hết rồi mà. Đơn nào đó có gọi là đơn đó có nghĩa là đi rồi. Chị lên lại số cho em chị Trang Phùng ơi. Để bên em kiểm tra số mình là đúng hay chưa nhá. Lên lại số điện thoại cho em nha chị nhá. Nhung hồng đó có xanh gì? FML 1XL 2XL và 3XL luôn. Rồi, 2XL. Nhung hồng kèm size.
Nhung hồng kèm size cho em mọi người nhá. Nhung hồng kèm size này. S, M, L, XL, 2XL và 3XL cho em. S, M, L, XL, 2XL và 3XL cho em nhá. Lên cho em là bạn nhung hồng kèm size. Nhung hồng kèm size cho em mọi người nhá. Nhung hồng kèm size 159k một áo. 159k một áo cho em nhá. Lên cho em là bạn nhung hồng kèm size các chị ơi. Nhung hồng kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. S, M, L, XL, 2XL và 3XL cho em nhá. Mã nhung hồng kèm size. Hoa nhí em chưa có về hàng chị Trần Trân ơi. Nhung hồng ML XL hân cao. ML XL cho chị hân cao. Rồi lên giúp em mọi người nhá. Mã nhung hồng kèm size. Nhung hồng kèm size giúp em nha. SML XL 2XL và 3XL giúp em nhá. Nhung hồng kèm size. Nhung hồng kèm size giúp em nhá chị gái nhá. 159k một áo giúp em. 159.000 lên cho em là mã nhung hồng kèm size. Nhung hồng kèm size kèm số điện thoại giúp em chị nha. Nhung hồng kèm size kèm số điện thoại giúp em nhá. S, M, L, XL, 2XL và 3XL giúp em nha. Nhung hồng kèm size. Quan trọng là các bạn có ok dồn hay không thưa chị ơi. Các bạn không có để dồn đơn đâu. Nhung hồng set chị Liên Hoàng. Nhung hồng set đây của chị Liên Hoàng. Sám treo 4 tả là hàng size L chị Trân Trân ơi, con đó size L á. Rồi bộ hồng thêu. Bộ hồng thêu size 1XL 60 cân. 60 cân độ là L80. Kim chung nó nặng rồi. 60 cân độ là L80. Bộ hồng thêu XL 179k. Bộ hồng thêu XL 179k. 60 cân độ là L80 cho em nhá. 60 cân độ lại. Nhung hồng cổ trụ em không có chị ơi. Nhung hồng cổ trụ em không có nhá. Em có cổ tròn thôi nhá chị Thúy Lương nhá. Rồi cái này chị nào chốt comment giúp em nhá. Bộ hồng thêu XL 60 cân độ là L80. Bộ hồng thêu XL cho em nhá. Nhung hồng hàng nhung là 159k các chị nhá. Hàng nhung là 159. Rồi bộ hồng thêu XL 179k. Con đó là 299k chị Trân Trân ơi. 299.000 nhá. Bộ hồng thêu. Lên cho em là bộ hồng thêu. Rồi cô Ban này em có size mọi người này. Cô Ban này em có size 1L, 1XL, 2XL và 3XL. Rồi lên giúp em nhá. Mã cô Ban kèm size. Cô Ban cổ tròn cho em người nhá. Kèm size ML, XL, 2XL và 3XL giúp em nhá. 159k giúp em nhá. Quần phần tấm hòn lùi tấm hòn. Lùi tấm hòn. Rồi lên cho em nha. Có quần váy. Quần váy em chỉ có màu xanh thôi. Rồi lên cho em là mã cô Ban kèm size cho em nhá các chị gái nhá. ML, XL, 2XL và 3XL cho em nhá. Cô Ban kèm size 159k một áo cho em nhá. 159.000. Lên cho em là mã cô Ban kèm size. Cô Ban kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. Cô Ban kèm size kèm số 159k. Mẹ gọi cơ, vừa lụt tấm hòn. Cô Ban ML XL hơn cao. Không có S đâu chị Nguyễn Lai, em có M á, không có S. ML XL chị hơn cao. À đâu, tôi thực khiến với sảy. Cô Ban xa L Thu Hương La. Em không có cổ cao chị Nguyễn Thơm ơi, em không có cổ cao. Xa L Thu Hương La. Xa M nổi đau ngọt ngào. Xa M đang mặc của chị nổi đau ngọt ngào, xa M còn không? Em hết M rồi chị Nguyễn Lai, em hết M rồi. Em còn L. Em còn 1X2X và 3XL thôi. Em hết M rồi nhá. Thằng Nhung nào? Nhung trơn hả? 159. Size M nổi đau ngọt ngào. Cô Ban 2XL Quỳnh Hương. 2XL Quỳnh Hương. Cô Ban XL Lê Kim Xuân. XL Lê Kim Xuân. Em còn 2X, 3X. Cô Ban em còn 2X và 3XL nhá. XL Lê Kim Xuân. Rồi em còn 2X, 3XL thôi. Cô Ban em còn size to. Cô Ban em còn size to nhá chị gái nhá. Cô Ban em còn size to nha. Ngọc này đi. Ngọc này đi. Cô Ban em còn size to mọi người nhá. Con này size M mọi người nhá. Con này size M. Con này size M giúp em nhá chị gái nhá. Cô Ban 3XL Ngân Thủy. Cô Ban 3XL Ngân Thủy. 3XL lấy 3XL đi.
Cô ban 3XL Hà Thị Mỹ Trang Hà. Hai cái luôn. Hai cái 3XL luôn. Rồi em còn 2X nha. Cô ban em còn một áo 2X. Cô ban XL em hết rồi chị ơi. Em còn 2X thôi. Cô ban XL em hết nha. Rồi hoa đen mọi người nhá. Hoa đen size M79K. Hoa đen size M79K. Thưa quý vị, mạng lường vẫn là nhiều hả? Cô ban size M79K. Cô ban, sorry, hoa đen size M79K. 50 cân nội lại L72 mặc đẹp cho em nha. Hoa đen size M79.000. Không, con này áo mà các chị ơi. Áo 3D bình thường nhá. Hoa đen size M79K, size M. 50 cân nội lại L72 mặc đẹp cho em nhá. Hoa đen size M79.000. Hoa đen size M79K giúp em nhá. Hoa đen size M79K. 50 cân nội lại L72 mặc đẹp cho em nhá. Cô ban em chỉ còn 2X thôi. Hoa đen size M79K. Hoa đen size M79K giúp em nhá. Hoa đen M79. Hoa đen M. Cô ban 2XL cũng giống như con em mặc thôi các chị ơi. Nó không có khác đâu, nó chỉ khác size thôi nhá. L, 2L, SL1, 2L. SL1XL. Em tóc đọc là 1XL. Rồi xanh ngọc kèm size SML 1XL, 2XL và 3XL. SML XL, 2XL và 3XL. Xanh ngọc kèm size. Xanh ngọc kèm size giúp em nhá. 159K. Xanh ngọc kèm size 159.000. SML XL, 2XL và 3XL giúp em nhá. 159K hàng nhung. 159K hàng nhung cho em nhá. Màu xanh ngọc. Màu này mặc lên rất là sáng nha. Các chị thấy không ạ? Xanh ngọc kèm size SML, XL, 2XL và 3XL giúp em nha. Xanh ngọc kèm size. Xanh ngọc kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. 159K. 159K. Rồi xanh ngọc size S chị Liên Hoàng. Còn S không? Xanh ngọc size S chị Liên Hoàng. Xanh ngọc XL chị Hà Nguyễn. Xanh ngọc XL, XL chị Hà Nguyễn. Xanh ngọc size S Hoàng Yến. Rồi ok. Rồi xanh ngọc kèm size. Xanh ngọc kèm size. Xanh ngọc kèm size. Xanh ngọc kèm size cho em nhá. Xanh ngọc kèm size. S đây. 159.000. Xanh ngọc kèm size chốt từ 3 áo nhung là phải cọc nhá. Chốt từ 3 áo nhung là phải cọc là bắt buộc nha các chị gái nhá. Chị nào cọc được thì chốt tiếp nhá. Còn không nhìn lại thì báo mọi người nhá. Rồi em lên cho chị bảo dâu. Em lên cho chị bảo dâu. Chốt từ 3 áo nhung là phải ngọc, phải cọc nha các chị gái nhá. Xanh ngọc XL Thùy Lương. Xanh ngọc XL Thùy Lương. Rồi, đỏ dâu mọi người nhá. Đỏ dâu. Đỏ dâu cho em mọi người nhá. Đỏ dâu size S. Đỏ dâu size S 120. Chặt này. Đỏ dâu size S 120. Đỏ dâu size S 120 chị nào size S chốt nhá. Đỏ dâu size S 120. Đỏ dâu size S 120. Đỏ dâu size S 120 kim sa nha. Đỏ dâu size S 120. Nhà em không có chị Trần Hiền đâu, em không có. Đỏ dâu size S 120. Đỏ dâu size S 120 chị nào size S chốt nha. Đỏ dâu size S 120 mọi người nha. Đỏ dâu size S 120 của chị Thanh Bình. Đỏ dâu size S 120 của chị Thanh Bình nhá. Rồi đỏ lụa. Đỏ lụa mọi người nhá, đỏ lụa cho em nhá. Đỏ lụa này, xanh ngọc size L, Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Lúc nãy có người chửi sót chị hả? Dạ sao chị biết chị Trần Nguyệt ơi? Sao chị biết? Rồi đỏ lụa nhá, L70 quay đầu. Đỏ lụa cho em nhá, đỏ lụa cho em. Đỏ lụa 120, đỏ lụa 120. Đỏ lụa 120 nhá, đúng mã cho em là đỏ lụa. Đỏ lụa 120 mọi người nhá, đỏ lụa cho em nhá. 120k chốt đỏ lụa. 120k chốt đỏ lụa giúp em nha. 120k chị nào chốt đỏ lụa. Đỏ dâu hết rồi. Đỏ dâu hết rồi. Số tài khoản trên ảnh bìa chị Hà Nguyễn nhá. Số tài khoản trên ảnh bìa nhá. Em còn đỏ lụa. Đỏ lụa nhá. Em còn đỏ lụa mọi người nhá. Em còn đỏ lụa nhá. Bộ xanh này. Bộ xanh này mọi người. Bộ váy xanh này. Nhung tròn chị lấy đỏ lụa. Em còn đỏ lụa em cho chị Thanh Bình luôn nhá. Đỏ lụa chị Thanh Bình này. Nhung tròn màu gì chị Hoa Nguyễn? Rất đỏ lụa cho đây chị. 120, khi giá 120. Rồi bộ váy giúp em mọi người nhá. Bộ váy.
bộ vải xanh có M, bộ vải xanh có M và 2 color, bộ vải xanh có M và 2 color. Đỏ lụa chị Thanh Bình rồi, bộ vải xanh có M và 2 color cho em nha. M là 50 cân, độ là L72, 2 color là 60-65 cân, L85 cho em nhá. Lên cho em người nhá, bộ vải xanh kèm size, bộ vải xanh kèm size cho em người nhá. Đỏ lụa em hết rồi, bộ vải xanh kèm size M hoặc 2 color, bộ vải xanh kèm size M hoặc 2 color cho em nha. M, M là 50 cân, độ là L72, 2 color là 60-65 cân, L85. Bộ vải xanh kèm size M 2 color, 149k, 149k giúp em nha. Bộ vải xanh kèm size, bộ vải xanh kèm size cho em người nhá, M và 2 color. Bộ vải xanh kèm size M và 2 color giúp em nhá, M và 2 color cho em nhá chị gái nhá. Bộ vải xanh kèm size, bộ vải xanh, bộ vải xanh bảo luận cho chị Thanh Bình rồi. Em còn bộ vải xanh kèm size nhá chị gái nhá. Rồi rêu này mọi người, nhung rêu kèm size cổ cao này, nhung rêu kèm size con này cổ cao, M, L, XL, 2XL và 3XL cho em nha. Nhung rêu kèm size 159.000, nhung rêu kèm size 159k, M, L, XL, 2XL và 3XL cho em nha. M, L, XL, 2XL và 3XL cho em nhá. Lên cho em là mã nhung rêu kèm size, nhung rêu kèm size kèm số điện thoại cho em nha. M, L, XL, 2XL và 3XL cho em nha. Nhung rêu kèm size 159k giúp em nha. Nhung rêu size M chị Hoàng Yến dồn đơn. Chị nào chốt từ 3 áo nhung là phải cọc em mới đi đơn mọi người nhá. Chốt từ 3 áo nhung là phải cọc em mới đi đơn nha. Còn sáng mai chị nào mà không cọc á là em sẽ xả đơn và không có đi đơn đâu nhá chị gái nhá. Đơn nào mà 3 áo nhung đổ lên mà không cọc là em sẽ không đi đơn nha. Rồi lên cho em nhá, rêu kèm size. Đỏ em hết rồi chị Gấu Trúc ơi. Rêu kèm size, nhung rêu kèm size, M, L, XL, 2XL và 3XL cho em nha. Nhung rêu kèm size cho em nhá, 159.000, 159k, mã nhung rêu kèm size, nhung rêu kèm size cho em nhá, 159.000, 159k cho em nhá. Chị nhắn tin qua Messenger cho em với chị Hà Nguyễn ơi, để ngày mai nhân viên các bạn nhân viên ấy rep nha. Chị nhắn tin vào Messenger cho em nha. Rồi Tây Thi size S này, Tây Thi size S 99k, xanh Tây Thi mọi người nhá, chất Tây Thi cho em size S, 40-48 cân, L68 quay đầu cho em nha. Tây Thi size S 99.000, 40-48 cân, L68 quay đầu cho em nhá. Tây Thi size S 99k, Tây Thi size S 99k, chị nào size S chốt nha. Theo mọi người ơi, Tây Thi theo chị nào size S nha, 40-48 cân, L68 quay đầu cho em nha. L95 em có nhá chị Rô Hạnh nhá. Rồi lên giúp em con này mọi người nhá, Tây Thi giúp em nhá. Tây Thi size S, Tây Thi size S mọi người nhá, Tây Thi size S 99k, Tây Thi size S 99k Hứa Minh Triết, Tây Thi size S 99k chị Hứa Minh Triết. L95 chốt con này chị này. Đây, nhung đỏ, L95-100 đây, L95-100 ngực to chốt con này cho em. L95-100 như chị Rô Hạnh chốt con này cho em nhá. Nhung đá 299k, lên cho em là mã nhung đá 299.000, L95-100, L95-100 áo nhung xanh rêu kèm size kèm số đi chị Kiều Mai ơi, kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi L95-100 chốt comment mã nhung đá 299k, lên cho em là mã nhung đá mọi người nhá, 299.000 giúp em nha. Nhung đá 299, mã nhung đá cho em nhá. Rồi nhung rêu size L Nguyễn Thị Tuyết Nhung, nhung rêu 2 color Kiều Mai, chốt comment cho em nhá. Nhung đỏ đá 299k, L80 mặc XL nha Nguyễn Thị Hồng nhá, L80 mặc XL cho em nha. Rồi lên cho em là nhung đỏ đá cho em nhá, 299k hàng đá, 299k giúp em nha. Xem lại các chị công tác chấm bài cho em vừa nhá. Em lên cho chị một con thêu này, em lên cho chị một con thêu hồng đá dâu hả, nhung đá size L, nhung đá size L không có rồi chị ơi, nhung đá size L không có nhá. Rồi con này thêu, thêu vàng, thêu hoa vàng cho em gửi nhá, thêu hoa vàng size M, 50k độ là L72 mặc đẹp giúp em nha, 50k độ là L72 cho em nhá. Thêu hoa vàng size M 120, thêu hoa vàng size M 120, chị nào 50k độ là L72 mặc đẹp cho em nha. Thêu hoa vàng size M 120k Kiều Mai hả? Bây giờ mình có Nguyễn Thị Tuyết Nhung có đơn chứng ở gì. Rồi lên giúp em nha, nhung bảo đà đó là L95-100, nghe rõ sai rồi chốt nhá chị gái nhá. Rồi con này chốt comment giúp em nha, theo hoa vàng, theo hoa vàng size M 120k,
Theo hoa vàng size M 120 người nhá, hàng theo giúp em nha. Theo hoa vàng size M 120. Hoa nhí em không có các chị ơi. Hoa nhí em không có nhá. Hoa nhí em không có nhá chị gái nhá. Em lên cho chị một con xanh đen theo này. Xanh đen theo các chị này. Trời ơi con này nó bị dơ rồi, chứa hàng bom về các chị ơi. Con này nó bị dơ, về nhà các chị giặt cho em nhá. Nó bị dính dơ. Hàng bộ đi là quay như quay về là mình còn đúng cái áo thôi. Hàng bộ đi quay về là còn đúng cái áo thôi. Nhiều lắm. Mấy bộ. Mấy cái thôi á. Mấy bà lấy quần. Hàng bom về còn đúng áo thôi. Mấy bộ này mà còn đúng áo thôi này. Bom về á. Rồi con này giúp em nhá. Dành chị đẹp là size M. Size M cho em nó hơi dơ nhẹ thôi. Về nhà các chị giặt cho em nhá. Xả các chị. Mã dơ 100k. Dơ 100k size M nhá. 50k nó là L72 lên cho em là mã dơ. Dơ size M 100k. 50k nó là L72 mặc đẹp cho em nhá. Mã dơ. Thì gọi đơn. Gọi đơn mấy bà chị lấy. Dơ Đỗ Vân. Dơ size M 100k chị Đỗ Vân. Dơ size M 100k chị Đỗ Vân. Dơ bụi thôi, về nhà các chị giặt cho em nhá. Hồng theo size M các chị này. Hồng theo size M 120 đẹp lắm. Hồng theo size M 120. Chị nào size M chốt cho em nha. Hồng theo size M nhá. 50k độ là L72. 50k độ là L72 mặc đẹp cho em nhá. Hồng theo size M 120. Hồng theo size M 120. Chị nào 50k độ là L72 quay đầu giúp em nha. 50k độ là L72 theo từ trên xuống dưới cho em luôn. Hồng theo size M 120. Hồng theo size M 120 Hoàng Yến thích cũ hay chị? Như hay mua hàng mà. Hồng Yến 840. Hồng theo size M 120. Hồng theo size M nhá, 120k. Hồng theo size M 120 lúc thì nhiều quá. Sao vậy chị Nguyễn Trung ơi? Có vấn đề gì sao? Em còn mã hồng theo. Em còn mã hồng theo. Hồng theo. Tron size M là cái gì chị ơi? Tron size M 120 là cái gì? Hồng theo size M Hoàng Yến dồn đơn này. Rồi cam. Bộ cam XL các chị nhá. Bộ cam size XL 179k. Bộ cam size 1XL cho em nha. 60k nó là L80. 60k nó là L80. Bộ cam XL cho em nhá. 60k nó là L80. Bộ cam XL 179k. Bộ cam XL 179k. Chị nào 60k nó là L80 mặc vừa cho em nhá. 60k nó là L80. Bộ cam XL 179k. Bộ cam XL 179 cho em nhá. Size 1XL các chị ơi, cả áo cả quần nhá. Màu này màu cam. 60k nó là L80. Bộ cam XL 179k theo cho em vừa nhá. Theo cả áo cả quần 179.000, chất tằm đẹp lắm luôn. Bộ cam giúp em nha. Bộ cam XL 60k nó là L80. L80 cho em nhá. Ui chị hả? Bộ cam XL 179.000. Bộ cam XL 179. Bộ cam XL 179k. Chỉ nó size 1XL chốt nhá. 60k nữa là L80. Bộ cam XL 179k giúp em nhá. Thật sự luôn, không có hàng mới là các chị không chốt luôn. Bộ cam XL 179. Rồi em lên cho chị bộ váy xanh này. Bộ váy xanh mọi người nhá. Bộ váy xanh size S 53kg mặc size mấy vậy? Em có báo số cân số ký vòng eo chị ơi. L76 độ lại chốt size L nhá. L80 thì chốt XL. L trên 76 đến 80 á, là chốt XL nhá. Còn L76 quay đầu chốt size L. L72 độ về chốt size M. Rồi hoa xanh size S. Bộ váy xanh size S mọi người 149k. Chị nào size S chốt nha. Bộ váy xanh size S 149.000. 40-48 cân L68 quay đầu cho em nhá. 40-48 cân L68 em không có đâu chị đóng chị Nga ơi. Rồi lên giúp em nhá. Bộ váy size size S cam XL này. Nguyễn Thanh Nhàn, Trần Nguyệt. Chị nào lên số trước thì em chốt trước nha. Chị nào lên số trước thì em chốt trước mọi người nha. Rồi lên cho em nha. Bộ váy xanh. Bộ váy xanh size S. Bộ váy xanh size S sau lưng em có hồng dâu hả? Còn đầu kim sa. Để em lên nhá. Bộ váy xanh size S mọi người nhá. 149.000. Chị nào lên số trước thì em chốt trước mọi người nha. Kim sa. Kim sa này, kim sa. Kim sa nó hơi bị bết ạ.
Kim Sa size S cho em mọi người nhá. Kim Sa size S cho em nhá. Con này nó hơi dơ thôi, mã dơ. Lên mã dơ cho em nhá, dơ 60k. Chị Trần Nguyệt, chị Nguyễn Thanh Nhàn, chị nào lên số trước em chốt nhá. Rồi mã dơ 60k, lên mã dơ, con này bị dơ size S nha. Dơ size S 60k về nhãn chị ngâm giặt cho em nhá. Dơ size S 60k với lại kim sa là nó hơi bị bết, mọi người phải bung ra nhá. Rồi mã dơ size S 60k. Mã dơ size S 60k cho em nhá. Dơ size S 60.000. Dơ size S 60k đúng mã cho em nhá. Đỏ dâu này, đỏ dâu còn này. Đỏ dâu mọi người nhá. Đỏ dâu size S cho em nhá, 99k. Đỏ dâu size S 99k. Đỏ dâu size 99k, hàng đá nhiều, đó là 299.000. Em còn size to chị Thủy Diệp ơi. Chị Trần Nguyệt ơi, chị Nguyễn Thanh Nhàn ơi, các chị thật tâm chốt hàng thì các chị kèm số điện thoại cho em mọi người nhá. Không số em không chốt đơn được đâu nha. Rồi đỏ dâu cho em ừ ơi, đỏ dâu size 99.000. Đỏ dâu size 99k, chị nào size chốt cho em nha. Đỏ dâu size 99k, size lớn không có. Đỏ dâu size 99.000 con này nhá. Đỏ dâu. Đỏ dâu size 99k. Đỏ dâu size 99k giúp em nha. Rồi kim sa. Kim sa nhá, kim sa này đẹp chưa? Kim sa size S cho em luôn. Kim sa size S 120. Kim sa size S 120 cho em nha. Kim sa size S mọi người 120. Với chị cho hàng kèm mã kèm số cho em mọi người nhá. Đỏ dâu chị Thanh Bình 99.000. Rồi lên cho em là mã kim sa. Kim sa 120k size S. Kim sa size S 120 mọi người nhá. Kim sa size S 120. Kim sa size S 120. Kim sa size S mọi người 120k, đỏ dâu chị Thanh Bình rồi. Em còn mã kim sa. Em còn mã kim sa nha. Em lên cho chị bộ nu theo này. Mã dơ Phạm Thị Thùy Vân. Dơ 60k Phạm Thị Thùy Vân, chốt đủ đơn cho em nhá. Chốt đủ đơn. Rồi em lên cho chị bộ nu theo. Bộ nu theo cho em nhá, size 1XL. 60k độ lại eo 80. Em còn mã kim sa nha. Rồi 60k độ lại eo 80. Bộ nu theo XL cho em nha. 60k nó là E80 cho em chị này nhá. Bộ nu theo XL 179k. Bộ nu theo XL 179.000. Chị nào 60k nó là E80 mặc đẹp cho em nhá. Cả áo cả quần cho em theo ri băng cái chị này. Bộ nu theo XL 179k. 60k nó là E80 cho em mọi người nhá. Em không có đâu chị Lô Hạnh ơi. Rồi lên cho em là bộ nu theo. Bộ nu theo XL nhá, 179k size 1XL. 60k nó là E80, em còn mã kim sa, đỏ dâu hết rồi nhá. Rồi 60k nó là E80. Bộ nu theo XL cho em nhá, 179.000. Bộ nu theo XL 179. Chị nào size 1XL chốt mọi người nhá. Bộ nu theo XL cho em 179k giúp em nhá. 179.000. 179k. Con này đúng không? 8 này. Con này size L. Con này size L cho em nhá, size L. 84 tà hàng kim sa cao cấp. Hàng kim sa Sài Gòn cho em nhá, 4 tà các chị này. 4 tà cho em người nhận đẹp chưa? Mã xám. Xám à, con này 6 tà, sorry các chị. 1 tà lưới này, 1 tà kim sa này các chị ơi, 1 tà kim sa và 1 tà lụa cho em nhá, size L. Size L cho em 50 55 cân L76 quay đầu cho em nhá. Chớ comment mã xám cho em người nhá, mã xám 299k. Xám size L 299.000 cho em nhá. Xám size L 299k chị nào size L chốt nhá. Xám size L. Kim sa hồng gấu trúc 120. Kim sa của chị gấu trúc 120. Rồi lên cho em là mã xám size L 299k. Xám size L nhá, 299.000. 299k giúp em nhá, 299k. 299k giúp em nha. Con này đúng không chị ơi? Con này đúng không? Rồi con này hồng đá. Hồng đá size nhỏ. Hồng đá size S cho em nha. Hồng đá size S này. Hồng đá size S cho em nha. Hồng đá size S 60k. Hồng đá size S 60k. Con này size nhỏ xíu à, XS. Về nhà các chị có thể nới ra được nha. Đây về nhà các chị nới ra cho em nha. Rồi size XS mọi người nha. Má hồng đá. Hồng đá cho em nha, 60k. Hồng đá 60k cho em nha. Hồng đá 60k cho em ừa nha. Hồng đá 60k. Chốt comment cho em là mã hồng đá mọi người nhé, 60k giúp em nha. Hồng đá 60k. 4 tà này. 4 tà này mọi người ơi, 4 tà. Có đầm dạ hội L90 em không có chị ơi. Em không có dạ hội, em chỉ có áo dài thôi. Rồi 4 tà size S mọi người nha. 4 tà size S 120. 4 tà size S 120 chỉ là size S chốt nha. 40-48 cân hồng đá Thanh Bình dồn đơn. Hồng đá Thanh Bình dồn đơn 60k. Rồi con này size S 40-48 cân L68 quay đầu cho em nhá. Hồng đá hết rồi. 4 tà size S 120. 4 tà
48 CS 120 chị nào CS chốt nha. 40 48 con eo 68 quay đầu cho em nhá. 48 CS 120. Rồi em lên cho chị hoa vàng. Hoa vàng cho em nhá. Hoa vàng CS 60k. Hoa vàng CS 60k hồng đàm hết rồi. Hoa vàng CS 60k chị nào CS chốt nha. Hoa vàng CS 60k. Lên cho em là mã hoa vàng mọi người nhá. Hoa vàng CS 60k. Hồng đàm chị Thanh Bình rồi. Hoa vàng CS 60k. Hoa vàng sẽ 60k người nhá, hoa vàng sẽ 60k. Đỏ dâu. Đỏ dâu giúp em nhá, đỏ dâu sẽ 99.000. Đỏ dâu sẽ 99k. Đỏ dâu sẽ 99k. 40 48 cân eo 68 quay đầu cho em nhá. Đỏ dâu sẽ 99k người nhá, đỏ dâu sẽ 99k. 40 48 cân eo 68 quay đầu cho em nhá. Đỏ dâu sẽ 99.000. Đỏ dâu sẽ 99k. Đỏ dâu sẽ 99k giúp em nha chị gái nhá. Đỏ dâu giúp em nha. Rồi con 4 tàn này sẽ 120. Hoa vàng của chị Thanh Bình 60k. Hoa vàng 60k của chị Thanh Bình. Rồi em còn đỏ dâu. Em còn đỏ dâu, hoa vàng hết rồi. Em còn đỏ dâu 99.000 nhá. Rồi con này 4 tàn sẽ 120. 4 tàn sẽ 120. 4 tàn sẽ 120 rồi nhá. Em lên cho chị bộ đen này nhá. Em có size này. S, M, L, X, L. Bộ đen. Bộ đen mọi người nhé. Đây ạ. Màu đỏ nha đấy chị. Rồi đỏ dâu Thanh Bình 99k. Thanh Bình thật kỳ. 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 Rồi, bộ đen mọi người nhá, bộ đen theo 199k, có size S, M, L, XL. S, M, L, XL giúp em nhá, S, M, L, XL. Bộ đen theo kèm size chất von tơ. Chất von tơ theo 4 tà cho em nhá chị gái nhá. S, M, L, XL, con này các chị chốt chuẩn size. Size S là L65 độ về cho em nhá. Size M là L72 độ lại, dựa trên L72 là không vừa nhá. Rồi size L là L76, trên 76 là không vừa. XL là L80. Trên L80 là không có vừa XL nữa đâu nha. Rồi lên cho em là bộ đen theo kèm size 199k SML XL. SML XL con này cái gì chốt chuẩn size cho em người nha. SML XL cho em nha. Bộ đen theo kèm size. Bộ đen theo kèm size 199k một bộ cho em nha. 199.000. Đỏ dâu chốt chị Thanh Bình rồi nha. Rồi bộ đen theo kèm size SML XL giúp em nha. SML XL. Bộ đen theo kèm size giúp em nhá. 199k. 199k giúp em nhá. 199.000. Các chị ơi, đơn nào đã có gọi điện số đơn là bên em đã gửi đi cho chị rồi. Còn cái vấn đề giao hàng á là bên shipper. Còn nhận hay không là các chị phải nghe shipper gọi điện cho mình nhá các chị gái nhá. Shipper gọi điện mà các chị không nghe là họ sẽ hoàn hàng về một lần hai lần nhá. Nên là các chị cố gắng cho em nghe máy điện thoại shipper nha. Bên em gọi cho chị là khó rồi, shipper có thể là càng khó hơn. Rồi lên cho là bộ đen theo kèm size SML XL giúp em 199k một bộ cho em nhá. L842 XL chị Nguyễn Minh Thi ơi. Chị Cơ Nguyễn ơi, L bao nhiêu ạ? Em có size. Bộ đen theo XL Minh Hà này. Bộ đen theo XL chị Minh Hà nhá. Bộ đen theo XL chị Minh Hà. Rồi em còn SML. Em còn SML nhá. Em còn SML. 199k một bộ thôi. Đây size M dạ không. Em đi nguyên bộ và em không có tách rời nhá. Chị nào muốn tách rời em sẽ không bán. Cái nào bộ là đi nguyên bộ và không có tách rời với chị gái nhá. Bộ đen theo kèm size em còn SML. Bộ đen theo kèm size SML cho em nhá. Bộ đen theo kèm size SML cho em nhá. Bộ đen theo kèm size SML cho em nha. Bộ đen theo kèm size SML. 179k. Ao ao rửa từng cái vít ra. Ao ao từng cái vít ra. Bộ đen theo kèm size SML. 199.000. 199k sang cho mình. 199.000. Bộ đen theo kèm size. Bộ đen theo kèm size cho em nha chị gái nha. Rồi em lên cho chị một con gấm xanh. Em lên cho chị một con gấm xanh giúp em nha. Gấm xanh tay phòng đẹp quá. Gấm xanh size M 99k. Gấm xanh size M chất lụa gấm. Đây là chất lụa gấm cho em mọi người nhá. Gấm xanh size M cho em nha. 50k nội loại L72. 50k nội loại L72 mặc đẹp giúp em nha. Gấm xanh size M 99k.
gấm xanh size M99K đẹp chưa chị ơi, chị nào size M chốt nha. 50K độ là L72 mặc đẹp cho em nhá. Gấm xanh size M99K, chất lụa gấm cho em tay phòng nhá. Gấm xanh size M chị Nguyễn Lai dồn đơn. Gấm xanh size M99K chị Nguyễn Lai dồn đơn. Đẹp lắm chị nhá. Gấm xanh size M99K chị Nguyễn Lai dồn đơn nhá. Rồi chấm bài công tác bài lai cho em hề nhá. Em lên tao sửa sáng đây các chị nhá. Sườn xám này, em có size SML. Chị gấu trúc mới được một cái thôi nha. Gấu trúc mới được một cái đỏ dâu thôi nha. Rồi sườn xám này em có size SML. Em hết rồi chị Cơ Nguyễn nhá. Gấm xanh em hết rồi chị Diệu An ơi. Em hết rồi chị Cơ Nguyễn nhá. Rồi lên cho em con này là sườn xám kèm size SML. Sườn xám kèm size SML cho em nhá. Sườn xám kèm size SML. SML cho em nhá. 130k chị nhá. Sườn xám Thượng Hải chất nhung kèm size SML cho em. Sườn xám kèm size SML 130k một áo. 130k một áo cho em nhá. Sườn xám kèm size S, size M và size L. Chị nào mà trắng da mặc con này rất là đẹp nhá chị gái nhá. Sườn xám kèm size cổ dọc nước cho em như thế này. SML 130k một áo. 130k một áo cho em nhá. Sườn xám kèm size hàng nhung. Sườn xám size L Nguyễn Liễu. ML mặc vừa nhá. Sườn xám size M, size L mặc vừa chị Nguyễn Liễu này. Rồi sườn xám kèm size em còn SM. Em còn SM nhá. Em còn SM nhá chị gái nhá. Em còn SM nhá. Sườn xám kèm size 130k. 130k giúp em nhá. Tại vì hàng nhung là nó có co giãn. 130k cho em nhá chị gái nhá. Rồi gấm đỏ này. Sườn xám hả? Sườn xám em hết size 53kg rồi chị Tâu Trần ơi. Em còn SM thôi. Em còn SM thôi. Diệu An hả? Không, không, chốt không được. Rồi gấm đỏ. Gấm đỏ. Gấm đỏ XL 60k nổ lại L80. Gấm đỏ XL 89k. 60k nổ lại L80 cho em nha. Gấm đỏ XL 89.000. Gấm đỏ XL 89K 60k độ lại L80 mặc vừa cho em nhá. Gấm đỏ XL 89.000. Gấm đỏ XL 89K 60k độ lại L80. Ôi chị Nguyễn Liễu ơi, chị mặc size gì vậy chị ơi? Nguyễn Liễu chị mặc size gì vậy ạ? À? Comment cho em cái vòng eo được không? Comment cho em cái vòng eo được không ạ? À? Men theo có bộ thì cái đó hồi nãy là bộ mà. Vậy là cái sườn xám chị không có vừa đâu chị Nguyễn Liễu ơi. Sườn xám thì chị không có vừa đâu. Tại vì cái đó là size M, size L á. L78 hả? L78 vậy là cái con sườn xám đó chị không vừa nhá. Chị được gấm đỏ nhá. Bỏ ra đi bé. Cái sườn xám của Nguyễn Liễu á. Bỏ vô. Bấm lại, bấm đỏ, bấm lại cái này. Gấm đỏ size M. À, gấm đỏ XL89K của Nguyễn Liễu nhá. Chị Tâu Trần ơi, L bao nhiêu? Comment cho em cái vòng L chị Tâu Trần ơi. Comment cho em cái vòng L của chị và kèm số cho em nhá. Comment cái vòng eo và kèm số điện thoại cho em với chị Tâu Trần nha. Gấm đỏ XL chị Nguyễn Liễu. Gấm đỏ XL chị Nguyễn Liễu rồi nha. Rồi em lên cho chị gấm hồng này, size gì đây? Gấm hồng này. Gấm hồng em còn size gì? Em lên size đỏ cho chị nha. Xanh cô ban em còn 2 XL cổ cao chị tên Teresa Nguyễn ơi. Xanh cô ban em còn 2 XL cổ cao á. À cổ tròn, em còn cổ tròn chị Teresa Nguyễn nhá. Em còn cổ tròn nha chị nha. Em còn cổ tròn nha. Rồi xám thêu. Xám thêu em còn cổ tròn nữa chị Teresa Nguyễn ơi. Nhung xanh cô ban. Em còn cổ tròn nhá. Rõ bộ đi chùa. Bộ đi chùa 2KL với chị ơi. Bộ đi chùa L bao nhiêu chị Tâu Trần. Comment cho em cái vòng L với chị ơi. Comment cho em cái vòng L như chị Tâu Trần nhá. Rồi con này giúp em mọi người nhá. Bộ đi chùa. Bộ đi chùa 2KL cho em nhá. 60-65 cân L85 mặc vừa. 60-65 cân L85. Lên cho em là mã bộ đi chùa cho em nha. Bộ đi chùa 2KL 179k màu lam. Cái chị đi chùa là bao đẹp nhá. Chốt cái đó cho Tâu Trần đi. Rồi lên cho em là bộ đi chùa 2KL 60-65 cân L85 mặc vừa cho em nha. Bộ đi chùa 2KL 179k màu lam. Cái chị mặc đi chùa rất là đẹp nha. Bộ đi chùa 2KL 179k giúp em nhá. Đi chùa 2KL 60-65 cân L, chị nào 85 quay đầu chốt cho em nha. L từ 80 đến 85 mặc vừa. Chốt comment cho em là bộ đi chùa cho em nha. Bộ đi chùa 2KL giúp em nhá chị gái nhá. 179.000. 179k giúp em nhá. 179k. 179k. Chị Phan Lệ Chi ơi, chị có cọc được cho em không ạ? Chị chốt nhung cũng nhiều rồi á.
Chị cọc được thì em chốt tiếp, còn không em dừng lại tới đây chị Phan để chi nha. Cọc được hay không báo em. Cọc được hay không báo em nha chị nha. Cọc được hay không báo em nha. Rồi em lên cho chị bộ theo này. Bộ xanh theo. Bộ xanh theo. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Trần Nguyệt ơi, chị chốt không có đơn đâu ạ. Chốt hàng không có số điện thoại, em không chốt đơn nha chị Trần Nguyệt nha. Rồi. Em thấy chị Hương Nguyễn mà nãy giờ có thấy chị chốt đâu ạ. Chị Phan Lệ Chi ơi, chị có cọc được cho em không chị ơi? Cọc được hay không báo em nha chị nha, để em biết đường em chốt nha. Cọc thì em chốt tiếp, còn không em dừng lại cái đó nha. Tại vì mình chốt hàng luôn là mình phải cọc nha. Chốt thêm cái đó là phải cọc cho em nha. Rồi, bộ đi chùa nha, em còn bộ đi chùa. Phan Lệ Chi trả lời em một tiếng còn không nhờ chị sau nha. Bộ xanh theo, em có size S cọc bao nhiêu? Cọc trước cho em 200.000 chị ơi, cọc trước cho em 200.000 nha. Rồi con này giúp em mọi người nhá, bộ xanh theo. Em có size S và XL. Bộ xanh theo kèm size S và XL 179k. S là 40, 48 cân, eo 68 quay đầu cho em nha. XL là 60 cân, hoặc là eo 80. Lên cho em là bộ xanh theo kèm size. Bộ xanh theo kèm size S và XL cho em nha. Bộ xanh theo kèm size S và XL cho em nha. 179.000, 179k chốt comment giúp em nha. Rồi cái bộ đi chuồng chốt chị Trần Nguyệt đi ạ. Chốt cho Phan Lệ Chi, dự bị cho Trần Nguyệt. Chốt Phan Lệ Chi dự bị cho Trần Nguyệt. Rồi. Rồi ok chị Teresa Nguyễn, lấy cái cô ban cổ tròn 2kg kia của cho Teresa Nguyễn. Rồi bộ xanh theo XL chị Phạm Hằng. Bộ xanh theo XL chị Phạm Hằng 179.000, em còn size S. Bộ xanh theo em còn size S 179k. Em còn size S mọi người nhá, 179k giúp em nha. 179k em còn size S. Cọc luôn cho em nha chị Phan Lệ Chi nha. Số tài khoản trên ảnh bìa cho em nhá, số tài khoản trên ảnh bìa nha. Rồi em còn bộ, em lên lại cái bộ cam này cho chị nhá. Bộ cam size 1XL này. Bộ cam em hết rồi, bộ xanh theo em hết rồi. Bộ cam size 1XL 179k. Bộ xanh theo em còn size S này. Bộ xanh theo em còn size S và size L. Bộ xanh theo em còn size S và size L nhá chị đào nhá. Bộ xanh theo em còn size S và size L thôi nha. Rồi đây bộ cam theo XL 60 cân hoặc là eo 80, quần chốt sau like 60 một quần nhá. Rồi 60 cân hoặc là eo 80 cho em nha. Bộ cam theo XL 179k. Bộ cam theo XL 179k. Chị nào 60 cân hoặc là eo 80 cho em nha. 60 cân hoặc là eo 80. Chốt comment cho em nha. Bộ cam theo XL Huỳnh Khánh Linh 179k của chị Huỳnh Khánh Linh. Cam theo XL 179 của chị Huỳnh Khánh Linh. Xem like của chị tương tác chấm bài giúp em nha. Xem like tương tác chấm bài giúp em mọi người nhá. Size S rồi Bình Thanh rồi, bộ xanh theo size S Bình Thanh. Rồi cam theo XL Huỳnh Khánh Linh. Rồi bộ nâu đi chùa này. Nâu đi chùa size L 179. Chị Phạm Hàng hồi nãy chốt cái gì á? Phạm Hàng hồi nãy chốt cái gì á bé? Cái đó sai mấy? Trời ơi chị Phạm Hàng ơi, người nhiều người chốt mà không có được á chị ơi. Bộ xanh theo XL chốt cho chị Linh Lê nha. Bộ xanh theo XL chị Linh Lê được nha chị nha. Em không chốt cho Phạm Hàng nữa. Đổi thì em cũng không chốt nữa. Nhiều người muốn chốt mà không có được luôn á. Chốt thì chốt đúng sai nha. Bộ nâu theo chị Linh Lê chỉ có xanh theo chị nha. Rồi bộ nâu theo size L 179k. Bộ nâu theo size L 179, chị nào size L chốt nha. 50-55 cân eo 76 quay đầu cho em nha. Bộ nâu theo size L 179. Bộ nâu theo... Bộ nâu nâu theo size L 179. Cái đó của Huỳnh Khánh. Cái xanh đó chốt qua cho Linh Lê. Rồi bộ nâu theo giúp em nha. Rồi ok chị Linh Lê. Bộ nâu theo size L 50-55 cân eo 76 mặc đẹp cho em, đi chùa là bao đẹp nhá. Bộ nâu theo size L 179, chị nào size L chốt nhá. 50-55 cân eo tầm 76 quay đầu cho em nha. Bộ nâu theo size L 179k. Bộ nâu theo size L 179, chị nào size L chốt mọi người nhá. 50-55 cân eo 76 quay đầu cho em nha. Nâu theo XL. Ủa Trần Nguyệt, chị mặc size gì chị Trần Nguyệt ơi, sao size gì chị cũng chốt vậy chị? Chị Trần Nguyệt ơi, chị lấy về bán hay sao chị ơi? Chị lấy về bán hay sao ạ? Cảm ơn chị Linh Lê nhiều nha. Con đó chị được XL nha. Các chị phải chốt đúng size chị ơi. Tại vì không vừa á, hoặc là rộng á, là em không có bao đổi trả về vấn đề chật rộng đâu. Nên là các chị phải chốt đúng size nhá.
5 giờ rưỡi. Chị Trần Nguyệt ơi, con đó là size L, chị không vừa chị nhá. Con đó là size L, chị không vừa. Nếu mà chị không vừa là em sẽ không chốt đâu. Tại vì bên em sẽ không có bao đổi trọng một vấn đề chập trọng. Nhiều khi các chị về nhà mặc chật á, là các chị không có làm gì được hết. Còn nếu mà các chị rộng là các chị về nhà các chị có thể đi rộng là về nhà các chị đi bóp được, các chị sửa lại được. Còn nếu mà chật á, tại vì hàng mới là nó sẽ không có đường li để mà nới ra được đâu các chị ơi. Nên là các chị cố gắng chốt đúng size của mình, chốt đúng eo em đầu. Còn nếu mà cảm thấy ngực to quá hoặc là bắp tay to quá, các chị chốt lên một size cho em vừa nhá. Chốt lên một size, thà là rộng còn hơn chật nha các chị nha. Tại vì chật á là không làm được gì hết. Rồi gấm hồng XL cho em nha, 60 cân độ là eo 80, 60 cân độ là eo 80 cho em nha. Gấm hồng XL 89k hàng mới, gấm hồng XL 89k. Con này cho em vừa nhá, form lửng lửng. Gấm hồng XL 89k, 60 cân độ là eo 80 mặc đẹp cho em nha. Gấm hồng XL 89.000, gấm hồng XL 89k cho em nhá. Chứ là 60 cân độ là eo 80, 60 cân độ là eo 80 cho em nha. Gấm hồng XL 89k, gấm hồng XL 89k, 60 cân độ là eo 80. Con đó chị không vừa, chị cần người tốt mã khác cho em chị nhá. Gấm hồng XL 89.000, gấm hồng XL 89k. Bộ hoa nhí em còn size L của chị này. Gấm hồng XL lê ư. Ông bảo mình xin ngủ gì. Gấm hồng XL lê vi. Rồi, bộ hoa nhí size L. Bộ hoa nhí size L cho em nhá. Bộ hoa nhí size L không phải. Bộ hoa nhí size L. Bộ hoa nhí size L 159.000. Bộ hoa nhí size L 159 gấm hồng của Levi. XL của Levi giờ mới có đơn. Hồi này cái nhung chị ấy không được. Rồi bộ hoa nhí size L. Không, con này size M thôi. Bộ hoa nhí này size M thôi các chị ơi. Cái này size M thôi. 50 cân độ là eo 72 quay đầu cho em nhé. Nó in size L nhưng mà là size M thôi. 50 cân độ là eo 72. Bộ hoa nhí size M. Bộ hoa nhí size M cho em nhé. Bộ hoa nhí size M 159k, 50 cân độ là eo 72 mặc đẹp cho em nha. Bộ hoa nhí size M 159, bộ hoa nhí size M quần màu đỏ, xé cùng tông với bông hoa cho em nha. Bộ hoa nhí size M 159k, chỉ đó size M chốt nha. 50 cân độ là eo 72. Em thấy chị Đan Lê. Ủa chị Đan Lê, chị chốt. Chị hỏi cái gì ta không thấy luôn á. Rồi lên cho em nha. Được, được nhá chị Teresa Nguyễn nha. Nhưng mà là cổ tròn chị nha. Cổ tròn chứ không phải cổ cao nha. Con đó chị được cổ tròn như chị Teresa Nguyễn nha. Được cổ tròn nha. Con đó chị được cổ tròn nha. Con đó chị được cổ tròn như chị nha. Em lên cho chị bộ này XL. Bao đẹp cho chị luôn. Size 1 XL. Bộ xanh đen XL. 60 cân độ là eo 80. Em lên bộ này rồi em xuống nhá. 60 cân độ là eo 80. Bộ xanh đen XL 179k. Bộ xanh đen XL 179k. Chị nào 60 cân độ lại cho em nhá. Số tài khoản là Trần Thị Huệ Việt Tin Banh. Chị Phan Lệ Chi ơi, có ở trên ảnh bìa và có ghi ở đầu trang luôn. Chị nhấn vào trang Trần Thị Huệ Shop trên thời trang nữa là thấy ở trên ảnh bìa là có Trần Thị Huệ Việt Tin Banh và có ghi số tài khoản ở đầu trang luôn. Hoặc là chị chấm cho em một chấm vào Messenger nhá. Chị là Phan Lệ Chi, ngày mai bên em sẽ làm bill gửi qua cho chị cho dễ nhá. Chị nào mà muốn chốt qua Messenger là các chị chấm cho em một chấm vào Messenger để bên em gửi bill cho dễ mọi người nhá. Tại vì tụi em không có kiếm ra các chị được nha. Rồi bộ xanh đen XL 179k, 60 cân độ là eo 80. Bộ xanh đen XL 179 nhá. Bộ xanh đen XL 179 eo 80 nha chị Cơ Nguyễn nhá. Cái này eo 80 nha. Con này eo 80 của chị Cơ Nguyễn là người đầu tiên. Các chị bên này sau mất rồi. Của chị Cơ Nguyễn. Cho em xuống mọi người nhá, em xuống nhá. Hẹn với chị sáng mai. Sáng mai em lại lên mọi người nhá. Sáng mai 8:30. 8:30 sáng mai. Bye bye các chị nha.